Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2096, mặt ngoại giao 1. Nguyên Hòa Hạnh tử hỏi ngược lại, anh không phải không phụ trách công tác của khu bảo lưu thuế nhập khẩu nữa rồi sao? Trương Dương nói, phu nhân cho rằng lợi dụng cái gọi là thủ đoạn ngoại giao thì có thể khiến tôi nhượng bộ ư. Đạo lý ở trong tay tôi, con người của tôi trước giờ đều là là được lý mà không buông tha người ta. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, nhìn ra mà, anh chẳng những được lý mà không buông tha người ta, anh còn vô lý chiếm ba phần nữa cơ. Nam tử Nhật Bản đứng bên cạnh cô ta, nói, phu nhân, hắn có phải đang quấy rối cô hay không, tôi có thể khống cáo hắn. Nghe hắn nói thì lại là tiếng Trung Quốc rất chuẩn. Trương đại quan nhân nheo mắt lại nhìn thằng cha này rồi nói, cắn hạt dưa chui ra sâu thối, anh là từ đó chui ra hả? Nam tử đó căm tức nhìn Trương Dương, anh nói năng cẩn thận một chút, tôi là luật sư đại diện của tập đoàn Nguyên Hòa Tôn Hiểu Minh, quản lý vụ kiện tranh chấp lần này, anh còn nói năng lỗ mãng nữa là cẩn thận không tôi khởi tố anh đó. Trương Dương nói, anh là người Nhật Bản à? Tôn Hiểu Minh cũng không phải là người Nhật Bản, hắn có quốc tịch Nhật Bản thì không sai, nhưng hắn là người hoa hàng thật giá thật. Tôn Hiểu Minh nói, pháp luật không có biên giới, đi đến đâu cũng phải tuân theo pháp luật. Trương Đại Quan Nhân chật chật lấy làm lạ nói, người Trung Quốc, người Trung Quốc giúp người Nhật Bản thưa kiện, mới mẻ nhỉ. Tôn Hiểu Minh nói, sao? Trong lòng có phải đang mắng tôi là hán gian hay không? Hẹp hòi, tôi là giúp lý không giúp người, anh chờ nhận thư của luật sư đi. Tôi sợ anh à, trương đại quan nhân chấp mắt, hung tướng lộ rõ. Tôn Hiểu Minh nhìn thấy bộ dạng của hắn thì cũng không khỏi có chút trột dạ. Trương đại quan nhân hiện tại là ác danh vang xa, biểu hiện vừa rồi của Tôn Hiểu Minh cũng là để giành được sự tín nhiệm của cố chủ, nhưng hắn cũng ý thức được đối phương là hạng người không giảng đạo lý chọc giận hắn nói không chừng hắn sẽ tẩn mình một trận luôn nguyên hòa hạnh tử nói tôn tiên sinh anh qua bên kia chờ tôi đi đã tôi và bí thư trương có một số lời muốn nói riêng với nhau tôn hiểu minh gật đầu nhân cơ hội tránh ra đợi cho tôn hiểu minh đi rồi nguyên hòa hạnh tử thở dài bí thư trương anh cứ muốn làm to chuyện tới tình trạng không thể vãn hồi thì mới cam tâm à trương dương nói cô lầm rồi không phải tôi muốn gây sự là các cô gây chuyện trước. Hiện tại một công nhân của chúng tôi còn đang nằm trong bệnh viện, là người của các cô đâm bị thương hắn, đến bây giờ vẫn chưa tìm thấy hung thủ. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, thứ cho tôi nói thẳng, chuyện này ầm ý lên thì cũng chẳng có lợi gì cho các anh cả, tôi có thể gánh vác tất cả tiền thuốc men và tổn thất tương ứng của công nhân đó. Chuyện này giải hòa ở đây được không? Nguyên Hòa Hạnh Tử rõ ràng không muốn làm lớn chuyện. Trương Dương nói, cô vẫn chưa hiểu ý của tôi rồi, tôi là muốn tìm ra hung thủ, là muốn một câu trả lời rõ ràng. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, nếu không phải chúng tôi bị mất đồ thì việc gì phải chạy tới ký túc xá của công nhân điều tra, xét đến cùng thì cũng là các anh không giữ được chị An của nơi làm việc, là do các anh. Audio điện tử võ tấn bền Trương Dương nói, thế cũng không thể thành lý do để các cô đã thương người ta được, nếu các cô thực sự muốn giải quyết chuyện này thì giao ra hung thủ cho tôi, về phần đồ mà các cô bị mất, tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm lại. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, vậy thì không việc gì phải bàn nữa cả. Trương Dương nói, vấn đề nguyên tắc, thứ cho tôi không thể nhượng bộ. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, được rồi, vậy tôi cũng không cần phải nói chuyện với anh nữa. Phía Nhật bởi vì thái độ cường ngạnh của mà rất căm tức, chuyện này đã được phản ánh tới sứ quán phía Nhật, đại sứ phía Nhật đưa ra kháng nghị tới Bộ Ngoại giao Trung Quốc. Vì thế Trương Đại Quan Nhân lại bị Bộ Ngoại giao điểm danh, người phụ trách giải quyết chuyện này vẫn là Bạch Chí Quân. Mấy ngày trước mới cùng phía Nam Triều Tiên tới Tân Hải tìm Trương Dương đòi người. Mấy ngày sau lại được cấp trên xuống dưới tới tìm hiểu tình huống xung đột của Trương Dương và phía Nhật. Cho nên Bạch Chí Quân nhìn thấy Trương Dương, câu đầu tiên là oán thán: Trương Dương à, Trương Dương, tôi thật sự là phục anh lắm rồi đó. Một cán bộ địa phương như anh sao động chút là gây ra tranh chấp quốc tế thế hả? Anh có phải cảm thấy tôi nhàn dối quá, cho nên muốn kéo tôi tới đây chơi hay không? Trương đại quan nhân cười ồ lên, lần trước anh tới đây, tôi cũng chưa có cơ hội mời anh ăn cơm, lần này nhất định phải uống một bữa nhé. Bạch Trí Quân nói, anh đừng có giả bộ như không có chuyện gì, lần này cũng không phải là việc nhỏ đâu, Sư quán Nhật Bản đã báo với Bộ Ngoại giao, nói anh ngược đãi nhân viên phía Nhật, cũng tiến hành nghiêm hình bức cung bọn họ, tôi tới đây là muốn tìm hiểu tình huống cụ thể. Trương Dương nói, người Nhật Bản nói gì các anh cũng tin à? Đầu óc anh thế nào vậy? bạch trí quân nói đầu óc tôi chả sao cả tôi là tới để làm rõ chân tướng anh nói anh xem hết chọc nam triều tiên rồi lại chọc tới nhật bản anh có thể nằm yên chút cho tôi không trương dương nói ai chọc họ đâu là họ chọc tôi mà bạch trí quân nói ai chọc ai thì tôi không rõ nhưng đừng ở chỗ này to mồm lần trước chuyện của nam triều tiên không phải có đại sứ thư đỡ cho anh thì chỉ sợ người ta đã sớm phái đặc công tới đây đuổi giết anh rồi bọn họ dám à trương đại quan nhân nói xong lại bật cười à gần đây kim thừa hoán có còn gây phiền toái nữa không bạch trí quân nói kim mẫn nhi đã hiện thân ở đông kinh cho nên hắn nói anh lừa con gái hắn đi là vô căn cứ tôi không biết hắn có phải hận thù gì anh hay không có điều gần đây không gây phiền phức gì nữa rồi trương dương gật đầu bạch trí quân nói chuyện phía nhật bản rốt cuộc là thế nào trương dương nói đi thôi đi uống rượu vừa uống vừa nói Bạch Trí Quân nói, tôi tới là để làm việc chứ không phải là để uống rượu. Trương Dương cực kỳ nhiệt tình ôm vai hắn nói, thời đại này, không uống chút rượu thì còn nói được việc công cái rắm. Bạch Trí Quân bị hắn lôi ra ngoài, tới cửa thì gặp Trình Diễm Đông, Trương Dương cười nói, Diễm Đông, anh tới đúng lúc lắm, nào, chúng ta đi uống rượu. Người tới người tới làng trài hải đảo, Trình Diễm Đông nói với hắn mục đích tới đây của mình, bí thư Trương, căn cứ vào tư liệu mà Trương Chiến bị cung cấp thì chúng tôi đã bước đầu xác định được hung thủ đã đâm bị thương hắn. Hắn dưa một tấm ảnh cho Trương Dương. Trương Dương cầm lên xem, người trên ảnh hắn quen, không ngờ là võ trực anh Nam. Trước đây Trương Dương từng vì tang bối bối mà ở thiên nhai đánh võ trực anh Nam, cho nên cũng biết chút ít về thằng cha này. Biết cha hắn là phó đại sứ võ trực chính giã Nhật Bản đương nghiệp Trước đây Trương Dương cũng không lưu ý, hiện tại nhìn kỹ thì trên mi phải của võ trực anh Nam quả nhiên có một khối bớt màu xanh. Chương 2097, mặt ngoại giao 2. Trình Diễm Đông nói, tôi đã cầm ảnh đi cho Trương Chiến bị phân biệt, hắn nhận ra võ trực anh nam chính là người đâm bị thương hắn. Nhưng tối hôm đó thằng Ôn này không có mặt ở hiện trường. Trình Diễm Đông nói, chắc là sau khi đâm Trương Chiến bị bị thương thì hắn đã thừa dịp loạn mà bỏ đi rồi, chúng tôi đã điều tra ra võ trực anh nam và Nguyên Hòa thu trực là bạn tốt, hôm có xung đột hắn vừa hay đang làm khách ở Tân Hải. Trương đại quan nhân nói, tôi đã sớm bảo rồi, đám quỷ Nhật Bản thật sự là rất giả dối, con mẹ nó, rõ ràng làm chuyện xấu còn không thừa nhận, liễu sinh chính đạo đó chẳng trách muốn gánh tội thay hắn. Bạch Trí Quân cũng cầm ảnh của võ trực anh Nam rồi nhìn nhìn, đây không phải là võ trực anh Nam ư. Trương Dương nói, anh cũng quen hắn à. Bạch Trí Quân nói, đâu chỉ quen, thằng ôn này ở Kinh Thành gây ra không ít chuyện, có mấy lần đều là tôi giúp giải quyết. Sao, là hắn đâm bị thương tên công nhân đó à?" Trình Diễm Đông gật đầu nói, đã có xác nhận bước đầu. Trương Đại Quan Nhân nói, thằng chó này, tôi mặc kệ hắn là ai, chỉ cần phạm pháp thì tôi sẽ không tha cho hắn." Bạch Chí Quân nói, theo tôi thấy thì chuyện này cũng không thích hợp làm lớn." Trương Dương nói, thế là sao?" Bạch Chí Quân nói, bất kỳ chuyện gì chỉ cần lên tới độ ngoại giao là phải chú ý kỹ xảo, không phải tranh khí phách nói lời các anh không thích nghe thì là phương thức làm việc bình thường của các anh không thích hợp với hoạt động ngoại giao. Rất nhiều vấn đề mọi người trong lòng biết rõ, nhưng ngoài mặt thì không ai muốn mất mặt cả, nhưng bất luận là ai đúng ai sai thì chẳng ai công khai nhượng bộ cả. Kết quả cuối cùng thường thường chính là thỏa hiệp, hai bên mỗi bên nhường một bước. Trương Dương nói, tôi không nhìn ra không nhìn ra bọn họ có ý nhượng bộ nhỉ. Rõ ràng là bọn họ đâm bị thương người của chúng ta, còn con mẹ nó đi kiện cáo trước, thông qua bộ ngoại giao để dọa tôi tôi nhổ vào, tưởng tôi dễ bắt nạt lắm à? Bạch Trí Quân nói, chuyện này cũng chẳng trách được người khác, anh nên nghĩ lại bản thân anh đi, nếu anh không chạy đến khu làm công của tập đoàn Nguyên Hòa đánh người bắt người, chuyện này đạo lý vốn ở trong tay chúng ta, chúng ta yêu cầu phía Nhật phải giải thích và xin lỗi là chuyện đương nhiên, nhưng trải qua trận làm nào loạn của anh, cục diện của chúng ta ngược lại trở nên bị động. Trương Đại Quan Nhân nói, lời này của anh tôi không thích nghe, có ý gì? Cứ để người khác đánh chúng ta, chúng ta chịu thiệt rồi sau đó mới có lý mà chiếm à cái gì gọi là trở nên bị động chủ động không phải là chờ đợi chủ động chính là chủ động đánh ra thân là bí thư thị ủy Tân Hải tôi phải cờ xí tiên minh tỏ thái độ tôi cũng không phải là muốn theo hoa tôi là thật sự không nuốt trôi được cuộc tức này Bạch Chí Quân nói với cái tính tình này của anh tôi thật sự không biết anh là làm sao mà lên được tới vị trí này chúng ta không nói tới ngoại giao cho dù là trên chính trị cũng phải chú ý sách lược ngoài mặt bị thất thế, trên thực tế lại có thể chiếm tiện nghi, chuyện như vậy cớ sao mà không làm. Hiện tại người Nhật Bản một mực chắc chắn anh đánh người của bọn họ, anh không có chứng cớ mà đi bắt người lung tung, hiện tại người ta công bố muốn truy cứu trách nhiệm của anh, lần này tôi tới đây là để điều tra chuyện này. Trình Diễm Đông nói, trong chuyện này tôi không phải nói đỡ cho Bí Thư Trương, lúc ấy là người Nhật Bản ra tay trước, Bí Thư Trương chỉ tự vệ. Bạch Trí Quân nói, các anh đừng nói những lời này với tôi, chạy đến địa bàn của người ta rồi phòng vệ chính đáng, ai tin? Trương Dương nói, địa bàn của ai cơ? Địa bàn của tôi, địa bàn của người Trung Quốc chúng ta, là đám tiểu Nhật Bản chạy đến địa bàn của chúng ta diễu võ dương oai, tôi nếu không khắc chế thì đã sớm ném cái đám rùa đen này xuống biển hết rồi. Bạch Trí Quân nói, anh vẫn không rõ à, tôi là đứng trên lập trường của anh, tôi là đang muốn giúp anh giải quyết vấn đề, tôi cũng tin anh chiếm lý, cá nhân tôi cũng không thích người Nhật Bản, nhưng hiện tại người ta đã tóm được đạo lý rồi, quyền chủ động ở trong tay bọn họ, anh nếu có đầu óc thì cũng sẽ nhận ra được, chúng ta hiện tại không nên làm to chuyện, mà là phải tranh thủ giải quyết vấn đề mau chóng, đừng để bọn họ tiếp tục kháng nghị với bộ ngoại giao của chúng ta. Trương Dương nói, theo như lời anh nói thì tôi vẫn không có lý. Bạch Trí Quân nói, không phải không có lý, mà là là bị động, anh bảo anh đánh người. Ai cho anh bắt người, cục diện hiện tại đều là tự anh chuốc lấy, trương đại quan nhân nói nhưng tôi không muốn thỏa hiệp chuyện này tôi thế nào cũng phải chơi tới cùng với họ có muốn xin lỗi thì cũng phải là bọn họ xin lỗi tôi bảo tôi cúi đầu thì không có cửa đâu bạch trí quân nói hảo hán không chịu cái thiệt trước mắt trương dương là bằng hữu tôi khuyên anh một câu anh cứ tiếp tục như vậy thì khẳng định là con đường về sau rất khó đi trương dương nói khó đi thì tôi đạp cho phẳng rồi đi thằng cha này cầm chén rượu lên nói không ói những chuyện phiền lòng này nữa uống rượu chúng ta chỉ nói tình bạn không nói chuyện công tác. Chiêu số của phía Nhật xuất ra ùn ùn, buổi chiều Trương Dương vừa mới trở lại văn phòng thì luật sư đại diện của phía Nhật gửi thư luật sư của hắn, chủ yếu là nhằm vào chuyện Trương Dương đánh nguyên hòa thu trực và giam giữ liễu sinh chính đạo. Trương đại quan nhân nhìn một cái rồi xé thư, hắn nói với Phó Trường Trinh, tôi hiện tại xem như đã minh bạch rồi, lúc chiến tranh Trung Nhật vì sao có nhiều hán gian như vậy, Tôn Hiểu Minh này không ngờ giúp người Nhật Bản kiện tôi. Lần sau tôi gặp hắn thì kiểu gì cũng đánh dụng răng cửa của hắn. Phó Trường Trinh nói: Bí thư Trương, anh tính làm gì? Trương Dương nói: Đám người Nhật Bản này đều cho rằng mình chiếm hết đạo lý, cắn lấy chuyện tôi đánh người không buông. Bọn họ sao không nghĩ chú tám của tôi còn đang nằm trong bệnh viện kia kìa. Phó Trường Trinh nói: Thật ra chuyện này không lớn cũng không nhỏ. Bí thư Trương không bằng tạm lánh mũi nhọn, lựa chọn nhượng bộ trương dương nói cậu ở bên cạnh tôi lâu như vậy đã bao giờ thấy tôi nhượng bộ ai chưa phó trường trinh nói nhưng tình huống hiện tại hình như không ổn lắm điện thoại trên bàn vang lên trương dương cầm điện thoại sau khi nghe xong thì trên mặt hiện ra nụ cười kỳ quái hắn sau khi gác điện thoại thì nói với phó trường trinh tôi có việc tới đông giang một chuyến có chuyện gì thì đợi tôi về phó trường trinh nói anh định đi mấy ngày trương dương đứng dậy đi ra cửa không lâu đâu làm chút chuyện nhỏ tôi, đi tí là về. Vừa rồi là Trình Diễm Đông gọi điện thoại tới. Trình Diễm Đông đã tra được nơi hạ lạc của Võ Trực Anh Nam, hiện tại Võ Trực Anh Nam đang ở Đông Giang, mục đích Trương Đại Quan Nhân tới Đông Giang là muốn bắt tên đầu sỏ gây chuyện về. Trương Dương đã nói là làm, anh hắn gọi Chu Sơn Hổ lái xe, một giờ sau đã trên đường tới Đông Giang. mươi 2098, mặt ngoại giao 3. Bởi vì lần này đi rất gấp, chu sơn hổ cũng không dám hỏi kỹ sau khi tới đường cao thì trương dương nói hổ tử lần này chúng ta tới đông giang có một nhiệm vụ quan trọng chu sơn hổ nói ngài nói đi tôi kiên quyết quán triệt chấp hành mệnh lệnh của ngài trương dương nói hung thủ đâm bị thương chú tám của tôi võ trực anh nam hiện tại đang ở đông giang mục đích chuyến đi này của chúng ta là phải bắt thằng cho này về quan hệ của chu sơn hổ và trương chiến bị rất tốt nghe nói muốn đi bắt hung thủ đâm bị thương hắn thì lập tức phấn khởi được để tôi tóm được thằng chó đó tôi nhất định sẽ đánh cho hắn không nhận ra được đông tây nam bắc trương dương nói vũ lực không phải là mục đích chỉ là một loại thủ đoạn để đạt được mục đích chúng ta đi tìm hắn chủ yếu là bắt hắn cúi đầu nhận tội chỉ cần hắn thừa nhận thì phía nhật bản sẽ không còn gì để nói cả chu sơn hổ ra sức gật đầu lúc này trương dương nhận được điện thoại của bí thư thị ủy hạng thành hạng thành nói trương dương anh cân nhắc thế nào? Tôi thấy chuyện này không nên tiếp tục làm lớn, tôi đã gặp mặt Nguyên Hòa phu nhân rồi, ý tứ của cô ta là cũng không muốn làm lớn chuyện này, tôi thấy sắp xếp thời gian để mọi người ngồi nói chuyện, giải quyết chuyện này." Trương Dương nói, "Bí thư Hạng, tôi có việc gấp phải tới Kinh Sơn một chuyến, đang định xin phép ngài đây." Hạng Thành nói, "Vào lúc này sao anh lại ra ngoài?" "Trương Dương, anh đừng cho rằng đây là việc nhỏ, nếu xử lý không thỏa đáng, Trương Dương cười nói, bí thư hạng, ngài yên tâm đi, tôi có tính toán. Hạng Thành nói, anh có tính toán mới lạ đó. Buông điện thoại, Hạng Thành có chút bất đắc dĩ nhìn thoáng qua cung hoàn sơn ơ ớt đối diện. Thằng ôn này tới thành phố Kinh Sơn rồi, chuyện bên này vẫn chưa giải quyết, bộ ngoại giao đã tìm tới cửa, hắn không ngờ còn có tâm tình mà ra ngoài chơi. Cung Hoàn Sơn nói, hắn cứ tiếp tục như vậy, một ngày nào đó sẽ đùa chết mình những lời này của cung hoàn sơn đã cho thấy đầy đủ hắn không có bất kỳ thiện cảm gì với trương dương hạng thành cười nói đường là hắn tự chọn chúng ta có muốn cản cũng không được cung hoàn sơn gật đầu bí thư hạng vừa rồi tôi nghe đồng chí quốc cường nói kết quả khám tra hiện trường khách sạn cung hoàn sơn đã có rồi xác định trần cương không chết trong hỏa hoạn hạng thành cau mày hai tay y đặt trên mặt bàn ngón tay gõ theo tiết tấu một lát sau mới trần cương chạy thoát rồi ư Cung Hoàn Sơn nói, như vậy xem ra, hỏa hoạn của khách sạn rất có thể là để phối hợp cho Trần Cương bỏ trốn. Hạng Thành nói, từ trong khách sạn Kim Thuẫn được đề phòng xâm nghiêm mà chạy trốn cũng không dễ dàng đâu, cho dù hắn chạy được thì ở trong nước cũng không có chỗ cho hắn trốn. Cung Hoàn Sơn nói, có lẽ hắn đã xuất ngoại trái phép rồi. Hạng Thành nói, trời phải đổ mưa, gái phải theo chồng, kệ hắn đi, việc này chúng ta cũng không can thiệp được gì, trong lời nói của y lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Cung Hoàn Sơn nói, cấp trên sẽ không cứ vậy mà bỏ qua đâu. Hạng Thành nói, tôi hiện tại là cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chẳng muốn quản, chẳng muốn hỏi gì nữa, chỉ mong có thể sớm ngày về hưu, tương lai Bắc Cảng là của các anh, tôi hy vọng các anh có thể tốt hơn tôi. Cung Hoàn Sơn không nói gì, trong lòng lờ mờ cảm thấy mất mát, không lâu nữa, Hạng Thành khẳng định sẽ phải giao ra quyền lực nhưng Bắc Cảng tương lai tuyệt đối không phải thuộc về mình, cung kỳ vĩ đã trở nên càng ngày càng cường thế, sau lưng hắn lại có lãnh đạo tỉnh ủng hộ, mình ở trước mặt hắn không hề có bất kỳ sức cạnh tranh gì cả, thôi cứ hài lòng với hiện trạng, kiện định mà làm trước thị trường Tân Hải của mình đi. Mục đích Trương Dương lần này tới Đông Giang là muốn bắt phó trực anh Nam, hơn nữa chỉ có tóm được tên hung phạm làm bị thương Trương Chiến bị thì mới có thể khiến người Nhật Bản không còn gì để nói. Trước khi tới Đông Giang Trương Dương vốn định liên hệ với Vinh Bằng Phi, nhưng nghĩ lại thì vẫn từ bỏ ý định này, đoạn thời gian gần đây bởi vì chuyện của Văn Hạo Nam, giữa hắn và Vinh Bằng Phi cũng sinh ra ngăn cách không nhỏ, nhất là biết Văn Hạo Nam tới Bắc Cảng vốn là do Vinh Bằng Phi đề cử. Khi tới đường vành đai của Đông Giang, trời nổi mưa to, bắt người cũng không gấp, Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ đưa hắn tới khách sạn Tuệ Nguyên, hắn trên đường đi gọi điện thoại cho Kỳ Sơn. Kỳ Sơn nghe nói Trương Dương đến Đông Giang thì có chút kinh ngạc, có điều hắn vẫn đội mưa chạy tới Tuệ Nguyên, nơi này vốn là sản nghiệp của sản nghiệp, xe phế tần của Kỳ Sơn trực tiếp lái vào ngoài cửa lớn khách sạn, người phục vụ vội vàng mở cửa xe cho hắn. Kỳ Sơn bước vào đại sảnh thì nhìn thấy Trương Dương đang đứng trước bể cả trong đại sảnh ngắm nghĩa, Kỳ Sơn cười nói, bí thư Trương, anh luôn rất thích tập kích đột nhiên, trời mưa lớn như vậy không ngờ vẫn đến Đông Giang. Trương Dương nói, trên đường đi trời cũng chưa mưa, tới Đông Giang mới mưa, có thể là Đông Giang không chào đón tôi chứ. Kỳ Sơn cười nói, mặc kệ lão thiên gia nghĩ như thế nào, anh Thủy Trung vẫn là khách nhân tôn quý nhất của tôi. Trương Đại Quan Nhân nói, so với khách nhân thì tôi muốn nghe thấy hai chữ bằng hữu hơn, anh nói như vậy khiến tôi cảm thấy rất xa lạ. Kỳ Sơn cười cười tạ lỗi, không phải xa lạ, mà là muốn biểu đạt sự hoan nghênh của tôi. Hắn an bài phòng tốt nhất của khách sạn cho Trương Dương, Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ thăm nhạc phụ tương lai lưu bảo toàn của hắn. Lưu Hy Đình hai ngày trước đã về nhà thăm người thân, trước mắt đang ở Đông Giang. Trương Dương bảo Chu Sơn Hổ đi theo tới đây cũng là mối nhân cơ hội thành toàn cho đôi tiểu tình lữ bọn họ. Kỳ Sơn cùng Trương Dương tới phòng đã an bài cho hắn. Trương Dương nhìn nhìn phương tiện trong phòng, Kỳ Sơn nói thế nào? Có hài lòng không? Nơi này là phòng tốt nhất của tuệ nguyên đấy. Trương Dương gật đầu nói, hài lòng, một cán bộ cấp ban như tôi ở phòng như vậy, tiêu chuẩn hơi cao. Kỳ Sơn cười nói, có đòi tiền anh đâu, anh khách khí cái gì, có điều chúng ta nói trước nhé, anh ở miễn phí thì được, nhưng đừng có cầm hóa đơn về trả. Trương đại quan nhân không khỏi bật cười, Kỳ Sơn, anh cho rằng cảnh giới của tôi thấp như vậy ư? Hắn đương nhiên hiểu rõ Kỳ Sơn là đang nói đùa. Nhân viên phục vụ bưng một tách trà ngon vào, pha ở trong phòng rồi mới đi. Trương Dương cầm chén trà lên uống một ngụm rồi tán thưởng, trà ngon, trà long tĩnh cấp cao. Kỳ Sơn nói, tiếp đãi bạn tốt tất nhiên phải dùng trà ngon rồi, hôm nay trời mưa to, không thích hợp ra ngoài, tôi lát nữa sẽ sai người an bài một bàn cơm ở Tuệ Nguyên, anh triệu tập bạn tốt ở Đông Giang tới, mọi người cùng nhau tụ tập một bữa. Trương Dương nói, tôi đến Đông Giang cũng không phải là để tụ tập ăn nhậu. Kỳ Sơn nói, vì việc công à. Trương Dương gật đầu, nói ra mục đích lần này của mình với Kỳ Sơn. Kỳ Sơn sau khi nghe xong thì cũng không khỏi nhíu mày, "Bí thư Trương, anh lần này là đặc biệt đến tìm võ trực anh Nam ư?" Trương Dương nói, "Người Nhật Bản không phân rõ phải trái, thông qua bộ ngoại giao gây áp lực rất lớn với tôi, tôi phải tìm ra thằng chó đó, chỉ có bắt hắn thừa nhận là hắn hành hung thì mới có thể khiến đám người Nhật Bản câm miệng." Kỳ Sơn nói, "Vì sao không thông qua cảnh phương để làm chuyện này?" Trương Dương nói, "Không phải tôi muốn làm anh hùng, hiện tại phía Nhật Bản đã thông qua đại sứ quán của bọn họ để đề xuất kháng nghị với bộ ngoại giao nước ta, chuyện đã vô cùng phức tạp, bất kể bộ ngoại giao hay là thượng cấp là của tôi đều cân nhắc từ đại cục bảo tôi cúi đầu với người ta." "Anh không muốn à?" Trương đại quan nhân nói thừa, "Người bị đâm là chú tám của tôi, thật ra cho dù không phải là chú tám của tôi, đổi thành bất kỳ một người Trung Quốc nào cũng thế thôi, không phải tôi bám mãi không buông." mà là trong chuyện này tuyệt đối không thể cúi đầu được. Không phải tôi cố ý muốn đề cao đại nghĩa lên tới, mà là trách nhiệm vốn ở bên họ, nếu tôi cúi đầu thì về sau người dân Tân Hải sẽ nhìn tôi như thế nào?" Kỳ Sơn nói, quan trường chính là như vậy, thượng cấp vĩnh viễn sẽ không cân nhắc vấn đề từ góc độ của cấp dưới, cái gọi là cái nhìn đại cục chỉ là một chuyện cười mà thôi." Trương Dương nói, chuyện tôi đến Đông Giang đừng tiết lộ ra ngoài, tôi đã tra được võ trực anh nam trước mắt đang ở Đông Giang. Tôi muốn bắt thằng khốn nạn này, bắt hắn khai ra hết cho tôi. Kỳ Sơn minh bạch ý tứ của Trương Dương, cho nên anh tìm tôi nhờ giúp. Trương Dương nói, anh là người địa phương Đông Giang, đối với tình huống bên này thì quen thuộc hơn tôi, hơn nữa, chúng ta không phải là bằng hữu ư? Kỳ Sơn cười nói, người làm quan các anh đều là khi cần dùng mới thân với người ta, đúng là rất thực tế. Trương Dương đưa địa chỉ trình diễm Đông tra được cho Kỳ Sơn. Kỳ Sơn nhìn nhìn rồi nói, thế này đi, tôi sai người đi cha, sau khi tìm được võ trực anh Nam thì trước tiên theo dõi hắn, sau đó thì anh tới phục kích đột nhiên hắn. Trương Dương nói, tôi chính là không muốn đánh trận không nắm chắc, không ra tay thì tôi, đã ra tay là phải bắt ba ba trong giỏ. Kỳ Sơn nói, chuyện này cứ để đó cho tôi, hắn nhìn đồng hồ rồi nói, tôi đi an bài cơm chiều. Trương Dương lắc đầu nói, tôi còn có việc, chuyện ăn cơm uống rượu thì để sau hắn tính. Trương Dương không đợi mưa nhỏ đi đã tới Hồ Thu Hà, hắn muốn tới gặp Cố Doãn Chi, tới ngoài biệt thự Hồ Thu Hà, nhìn thấy chiếc Cadillac màu đen đỗ ở bên ngoài, Trương Dương đỗ xe ngang đó, sau đó thì đội mưa chạy vào. Chương 2099, mặt ngoại giao 4. Chuông cửa vang lên không lâu thì nhìn thấy Cố Minh Kiện ra mở cửa, từ lần trước sau khi ở kinh thành hai cha con đã đánh bay ngăn cách, Cố Minh Kiện hiện tại thường xuyên về nhà thăm cha. Nhìn thấy Trương Dương, hắn có chút kinh hỉ Trương Dương. Anh đến đây lúc nào thế? Hắn và Trương Dương liên thủ chơi tạ khôn cử và triệu nhu đình một phen. Chuyện lần đó đã khiến tình cảm của hai người tốt lên rất nhiều. Trương Dương nói, vừa tới, đến thăm cha. Cố Minh Kiện từ trong đấy lòng cũng đã thừa nhận Trương Dương là một phần tử trong nhà, mời hắn vào trong nhà rồi nói, cha tôi đang ngủ chơi trên gác, để tôi đi gọi. Trương Dương nói, không cần, tôi dù sao cũng không có chuyện gì quan trọng, chờ được mà. Cố Minh Kiện nói, dưỡng dưỡng cũng ở nhà. Vừa nói thì cố dưỡng dưỡng nghe thấy động tính từ trong phòng vẽ tranh đi ra, nhìn thấy Trương Dương, cô ta vui vẻ nói, anh Trương Dương. Anh tới đây à? Trương Dương nói, đến thăm cha, em về từ khi nào vậy? Những lời này một lời hai ý, lập tức biểu lộ mục đích của hắn, lại huyền chuyển nói với cố dưỡng dưỡng rằng mình tới đây không phải là vì cô ta. Cố dưỡng dưỡng nói, về được một tuần rồi, lưng cha lại bị chật trương dương quan tâm nói có nặng lắm không giọng nói của cố doãn chi từ trên lầu vang lên đừng lo cố dưỡng dưỡng thấy cha tỉnh lại thì vội vàng lên đỡ cố doãn chi xua tay nói không sao đã gần khỏi rồi đi chậm rãi đi xuống trương dương cũng đi tới đỡ cố doãn chi ngồi xuống cố doãn chi nói đội mưa lớn như vậy tới thăm tôi xem ra thành tâm quá nhỉ trương dương cười nói đã muốn tới từ trước rồi nhưng gần đây chuyện xui nhiều quá, thật sự là không thể phân thân được. Cố Doãn Chi nói, trên đời nào có nhiều chuyện xui như vậy, tôi thấy là tự chuốc lấy mà thôi. Trương Dương cười cười ngượng ngùng. Cố Minh Kiện nói, tôi phải đi rồi. Trương Dương nói, không phải chứ, tôi vừa tới mà anh đã đi rồi à. Cố Minh Kiện cười nói, tôi cũng không phải là muốn trốn tránh anh, thực sự là có việc. Cố Dưỡng Dưỡng ở bên cạnh nói, hẹn với giai nhân mà, anh trương dương anh đừng có quấy rầy người ta trương dương cười nói thì ra là vậy khi nào rảnh thì hẹn gặp mặt nhé cố minh kiện nói chữ bát còn chưa phẩy mà tôi đi đây cố minh kiện đi rồi cố dưỡng dưỡng pha trà cho bọn họ lại về phòng vẽ tranh cô ta rất khôn khéo nhìn ra trương dương lần này tới khẳng định là có chuyện tìm cha cố doãn chi cũng quả thực có không ít lời muốn nói với trương dương trương dương trước tiên xem vết thương ở lưng cho y phát hiện cũng sắp khỏi hắn rồi thì cũng yên lòng cha à về sau nhất định phải cẩn thận đấy dù sao cũng lớn tuổi rồi cố doãn chi nói không phụ già cũng không được mấy ngày trước dọn phòng khi từ thang đi xuống không cẩn thận bị trẹo lưng con người mà lớn tuổi đi đi đứng cũng không được nhanh nhẹn trương dương nói cha còn chưa tới 70 mà dựa theo tiêu chuẩn phân chia hiện tại thì nhiều nhất cũng chỉ được tính là trung niên thôi cố doãn chi cười ha ha tiêu chuẩn của anh hả theo tiêu chuẩn của tôi thì đã là lão niên rồi khi nói chuyện thì lộ ra vẻ thương cảm con người trung quy rồi cũng sẽ giả đi trương dương nói cha minh kiện gần đây thế nào cố doãn chi gật đầu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng lần này minh kiện trở về tôi cảm thấy nó đã thay đổi xem ra chịu nhiều vấp pháp như vậy cũng có lợi cho nó trên người cũng bớt đi vẻ cao ngạo có thêm mất phần thành thục cũng biết quan tâm tới người nhà rồi tóm lại nó đã trưởng thành thấy biến hóa của con trai, cố doãn chi không nén được sự vui mừng trong lòng. Nói xong con trai, đề tài của cố doãn chi lại tới con gái, dưỡng dưỡng cũng không tồi, gần đây một tác phẩm của nó đã được lọt vào chung kết triển lãm mỹ thuật toàn quốc, nghe chuyên gia nói thì nó ở phương diện hội họa có tiền đồ rất tốt. Nói xong con gái thì cố doãn chi lại nhìn Trương Dương rồi nói, ngược lại anh gần đây là người khiến tôi lo lắng nhiều nhất. Trương Dương cười nói cha, cha đừng nghe những lời bên ngoài cố doãn chi nói trước đó vài ngày anh có phải tới nam triều tiên hay không trương dương ở trước mặt cố doãn chi rất ít nói dối hắn gật đầu nói có tới cố doãn chi nói tôi nghe thưa anh hằng nói kim thừa hoán tư lệnh bảo an nam triều tiên nói anh dẫn con gái hắn đi thông qua con đường ngoại giao để gây áp lực với anh trương dương cười nói lời nói của bọn họ không thể tin được bọn họ còn nói tiết đoan ngọ là của bọn họ nhưng sự thật thì không phải như vậy Cố Doãn Chi nói, với sự hiểu biết của tôi về anh, chuyện xảy ra ở Nam Triều Tiên rất giống phong cách làm việc của anh. Trương Dương nói, chuyện đã qua rồi, hiện tại Kim Mẫn Nhi đã hiện thân ở Đông Kinh, Kim Thừa Hoán nói con lừa con gái y đi rõ ràng là không đúng. Cố Doãn Chi nói, thưa anh Hằng trong chuyện này cũng phải chịu áp lực không nhỏ. Trương Dương nói, hôm khác có cơ hội gặp y, con sẽ trực tiếp tạ lỗi. Cố Doãn Chi lắc đầu, Y nói khẽ anh và Yên Nhiên đã chia tay rồi à? Trương Dương nói, cô ta nghe thấy rất nhiều tin đồn về con cho nên cãi nhau, hơn nữa chúng còn một người ở Mỹ, một người ở Trung Quốc, trời nam đất bắc, thời gian dài không liên lạc, tình cảm tất nhiên là xa cách hơn nhiều, chuyện tới nước này cũng là bất đắc dĩ. Cô Doãn Chi nói, Tống Hoài Minh đã thu hồi quyền quản lý khu bảo lưu thuế nhập khẩu của anh. Trương Dương gật đầu. Cố Doãn Chi cầm chén trà lên uống một ngụm. Cấp giọng trầm ngâm, Hoài Minh không phải là loại người như vậy, hắn làm việc trước giờ đều là công và tư rõ ràng. Cố Doãn Chi rất già dặn, y chỉ liếc một cái là nhìn ra trong đây tồn tại chỗ không hợp lý. Trương Dương nói, hắn cũng là người thường thôi, nếu phải là người thì sẽ có thân cận xa mỏng, sẽ bênh vực người bên mình, trước đây cha cũng thường xuyên bảo vệ con mà. Cố Doãn Chi bật cười, sau khi ngưng cười thì lại nói, tôi tuy rằng đã rời xa quan trường, nhưng chuyện xảy ra gần đây của Bắc Cảng tôi cũng nghe nói không ít, có muốn nghe cái nhìn của người bàng quan như tôi hay không? Trương Dương gật đầu. Cố Doãn Chi nói, trước đó phái anh tới Tân Hải, sau đó lại phái Cung Kỳ Vĩ tới Bắc Cảng, dụng tâm của đồng chí Hoài Minh rất rõ ràng, hắn là muốn chỉnh đốn Bắc Cảng từ căn bản, cho anh nắm quyền lực của Tân Hải chỉ là bước đầu tiên, mục tiêu kế tiếp của hắn chắc là để Cung Kỳ Vĩ toàn diện tiếp nhận công tác của hạng thành. Tuy rằng hắn thu hồi quyền quản lý khu bảo lưu thuế nhập khẩu của anh nhưng quyền quản lý lại giao cho cung kỳ vĩ theo tôi thấy đơn giản tay trái đổi cho tay phải mà thôi ánh mắt thâm thúy của cố doãn chi tựa hồ một mực nhìn sâu vào trong lòng trương dương trương dương không nói gì ở trước mặt cố doãn chi hắn chỉ có nước ngồi im mà nghe cố doãn chi nói trước đây chưa bao giờ nghe nói anh và cung kỳ vĩ có mâu thuẫn nhưng sau khi hắn tới bắc cảng thì mâu thuẫn của các anh không ngừng phát sinh ngoài mặt thì các anh đưa ra cho người ta một số lý do đáng tin nhưng cẩn thận nghĩ lại thì lý do của các anh lại chẳng ra gì. Chán của trương đại quan nhân túa mồ hôi, gừng càng già càng cay, cố doãn chi rõ ràng đã nhìn thấu thiết kế của bọn họ, nhưng cho dù bị nhìn thấu thì trước mắt không thể thừa nhận, trương đại quan nhân vốn định lấp liếm vài câu, nhưng nghĩ lại thấy ở trước mặt cao thủ chính trị như cố doãn chi thì nói gì cũng vô ích, chẳng thái im lặng. Cố Doãn Chi nói, xem ra vấn đề của Bắc Cảng không chỉ tồn tại ở bản thân ban lãnh đạo, có lẽ còn có thể liên lụy tới tới một số nhân vật cường thế phía sau màn, bằng không Hoài Minh cũng sẽ không thận trọng như vậy. Trương Dương nói: "Cha, cha có đề nghị gì không?" Hắn biết Cố Doãn Chi đã nhìn rõ chuyện này, chỉ là không vạch trần mà thôi, cho nên mới hỏi như vậy. Cố Doãn Chi nói: "Còn nhớ câu nói mà trước kia tôi nói với anh không, đừng làm đứa bé xui xẻo, vẫn là câu đó, thật ra tôi cũng có tư tâm, trong mắt tôi, anh đã sớm là con tôi." tôi không muốn anh tham gia vào quá nhiều phân tranh, tự dước lấy phiền toái không cần thiết, nhưng đứa bé lớn rồi thì cha mẹ cũng không quản được, tôi gần đây cũng mới hiểu được đạo lý này. Trong lòng Trương Dương rất cảm động. Cố Doãn Chi nói, quyết định chiến tranh thông thường là do người lãnh đạo, mà người chết đều là binh lính, một gã binh lính nếu lựa chọn đấu tranh anh dũng thì không thể đi cân nhắc quá nhiều, nếu có băn khoăn thì tỷ lệ chết trên chiến trường ngược lại sẽ càng lớn hơn, lại hoặc là băn khoăn quá nhiều thì sẽ thành đào binh. Trương Dương nói con không phải là một đào binh. Cố Doãn Chi nói, trên đời này mỗi một cha mẹ đều sẽ có tư tâm, nếu nhìn thấy con cái lên chiến trường, cái bọn họ quan tâm nhất không phải là thắng bại của chiến tranh, mà là chiến tranh khi nào thì kết thúc, con cái của bọn họ có thể bình an trở về hay không. Nội tâm Trương Dương chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn Cố Doãn Chi, nhìn thấy ánh mắt hiền lành và quan tâm của Cố Doãn Chi, hắn dùng ra sức gật đầu rồi nói khẽ cha, người sống ở trên đời này, luôn sẽ có một số chuyện phải làm. chương 2100, nỗi khổ riêng một Mưa bên ngoài không biết tạnh lúc nào, cố doãn chi vỗ vỗ vai Trương Dương, ra hậu viện một chút. Bọn họ cùng nhau tới hậu viện, ngôi mộ chôn quần áo và di vật của cố giai đồng đã không thấy. Sau cơn mưa cỏ hậu viện xanh mướt, cố doãn chi hít một hơi không khí ẩm ướt rồi nói khẽ thì ra chỗ tốt nhất để cất giữ hồi ức là ở trong lòng. Trương đại quan nhân gật đầu công nhận, Hắn ở sâu trong lòng không tự chủ được hiện ra khuôn mặt của Nguyên Hòa Hạnh tử, gần đây không biết vì sao, hắn luôn rất dễ dàng liên hệ Nguyên Hòa Hạnh tử và Cố Gia Đồng. Tuy rằng kết quả giám định trước đó đã cho thấy hai người không phải là một người, nhưng hắn vẫn thỉnh thoảng nảy sinh ra ảo giác này. Trương Dương nói cha, Tiết lão trong hồi ức của cha nhất định giữ địa vị rất quan trọng. Cố Doãn Chi nhớn mày, Trương Dương sẽ không đột nhiên nhắc tới vấn đề này, Tiết lão đã từ trần. Dụng ý Trương Dương nhắc tới Tiết lão chắc là chuyển rời đề tài đến trên người Tiết Thế Luân. Cố Doãn Chi nói, Tiết lão là ân sư của tôi, cũng là người mà tôi cả đời này kính trọng nhất. Trương Dương nói, tài phú của tài phú là tích lũy như thế nào? Cố Doãn Chi, Cố Doãn Chi, tôi cũng không rõ lắm, trước đây tôi từng nói với anh, chuyện sau khi Tiết Thế Luân bỏ quan tổng thương tôi không biết, chỉ biết là hắn ra hải ngoại phát triển, tiêu quốc thành đã chiếu cố cho hắn rất lớn. Trương Dương nói cha con muốn mạo muội hỏi một câu, cha và tiết thế luân trước đây là bằng hữu ư? Cố Doãn Chi rõ ràng bị những lời này của Trương Dương hỏi cho nghẹn lời, y ngẩng đầu nhìn bầu trời vừa được trận mưa rửa sạch, trời là một mảng màu xanh, không có một gợn mây nào. Sự tinh thuần khiến cho người ta cảm thấy vô cùng không chân thật. Một vấn đề vô cùng đơn giản lại làm khó Cố Doãn Chi, tới cái tuổi này của y rồi, hai chữ bằng hữu này tuyệt đối không không đơn giản như ngoài mặt, trong đó bao hàm nội hàm rất phong phú bằng hữu. Cố Doãn Chi nhắm mắt lại, nhớ tới thời niên thiếu chơi cùng nhau, nhớ tới thời thiếu niên ngồi cùng bàn, nhớ tới lúc còn học chung đại học, nhớ tới lúc là đồng nghiệp trên Sĩ Đồ, nhưng hiện tại bên cạnh hắn rốt cuộc còn lại ai? Khi còn cùng chơi thì không nhớ nổi mặt, khi thời thiếu niên thì mất liên lạc, bạn học đại học thì mỗi người một nơi, rất ít liên hệ. Đồng nghiệp trên Sĩ Đồ, khóe môi Cố Doãn Chi hiện ra một tia cười khổ, trong quan trường có thể tìm được bằng hữu chân chính ư? Đáp án hiển nhiên là không rồi. Cha, Trương Dương thấp giọng gọi Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi từ trong trầm tư tỉnh lại, y nói khẽ không phải. Tôi vừa rồi nghĩ, tôi không có bằng hữu trên ý nghĩa chân chính, có lẽ có thể nói như vậy, trong kiếp sống sĩ đồ dài đằng đắng, tôi đã đánh mất tất cả bằng hữu của mình rồi. Y thở dài, không những là tôi, bên trong quan trường rất khó tìm được bằng hữu chân chính. Trương đại quan nhân cũng rất hiểu về quan trường cho nên hắn rất tán đồng lời nói của Cố Doãn Chi. Trương Dương nói tiêu chuẩn phán định bằng hữu của mỗi người đều khác nhau, có thể là tiêu chuẩn của cha cao quá. Người bình thường không thể lọt vào mặt cha, bằng hữu của con rất nhiều, đều là một số bạn nhậu, bình thường nói chuyện phiếm đánh giấm thì nhiều, nếu dựa theo tiêu chuẩn của cha thì có thể con cũng chẳng tìm được một ai. Cố Doãn Chi nói, ở trong quan trường, bất kể anh tình nguyện hay không, người khác đều sẽ dùng tiêu chuẩn quyền lực để cân nhắc anh, cho nên trong quan trường chuyện nịnh hot a dua thì rất nhiều chuyện người vừa đi trà liền lạnh cũng gặp không ít y ý, ý thức được mình tựa hồ đã lệch khỏi quỹ đạo chủ đề thở dài nói tiết thế luân và tôi không phải là là bằng hiếu cũng không phải là kẻ địch phương pháp làm việc của chúng tôi bất đồng so với hắn thì tôi có vẻ bảo thủ hơn trương dương nói hắn có phải quy hết trách nhiệm trên chính đàn năm đó lên người cha không cố doãn chi cười nói tôi làm việc chỉ cầu không thẹn với lương tâm rất ít khi chú ý người khác nhìn tôi thế nào cố doãn chi tuy rằng không trả lời trực tiếp nhưng đã gián tiếp công nhận suy đoán của trương dương trương dương nói cha cha cảm thấy nhân vật phía sau màn có thể khiến bí thư tống thận trọng như vậy có thể là ai những lời này của trương đại quan nhân hiển nhiên là thừa trước đó hắn đã để lộ suy nghĩ của mình rồi cố doãn chi nói có một số lời không thể nói lung tung được nhất là dưới tiền đề anh vẫn chưa có chứng cớ ở trong quan trường nhất định phải nhớ kỹ bốn chữ cần ngôn thận hành người nhất định phải phân rõ hoàn cảnh thì mới có thể quyết định khi nào nên làm lớn lúc nào thì nên bảo trì khiêm tốn nép mình chiến tranh chia làm rất nhiều loại cái giá lớn nhất thường thường là xung đột chính diện cho nên trên thế giới này mới xuất hiện thuyết chiến thuật nói tới đây cố doãn chi ngáp một cái rồi nói có chút mệt mỏi rồi tôi đi nghỉ ngơi trương dương ngây ra một thoáng cố doãn chi rõ ràng vừa mới ngủ dậy mà sao giờ lại muốn đi ngủ Xem ra là không muốn tiếp tục trả lời những câu hỏi của mình, không muốn nhắc lại đoạn cố sự của y với Tiết Thế Luân. Sau khi Từ Trần Cương khai ra hạng Thành tồn tại vấn đề lớn, Trương Dương đã bước đầu tỏa định độc thủ phía sau màn là Tiết Thế Luân, hạng Thành sở dĩ có thể có địa vị chính trị hiện tại, ít nhiều cũng nhờ Tiết lão chiếu cố, quan hệ của hắn và Tiết Thế Luân vô cùng thân cận, nếu hạng Thành thực sự ăn hối lộ trái pháp luật như Trần Cương đã nói, như vậy mục đích hắn ăn hối lộ trái pháp luật là ở đâu? tất cả hành vi trái pháp luật của hắn cuối cùng là để phục vụ ai. Căn cứ vào tình huống hiện tại cho thấy, khả năng lớn nhất chính là Tiết Thế Luân, Trương Đại Quan Nhân thậm chí lớn mật đoán rằng, giữa Tiết Thế Luân, Tiêu Quốc Thành và rất nhiều quan viên Bắc Cảng đều có giao dịch phía sau màn không ai biết. Nhưng trước khi có chứng cứ vô cùng xác thực thì Trương Dương cũng chỉ có thể đoán, cô Doãn chi có câu nói đúng, những lời này không thể nói lung tung được, nhất là đối mặt những người thâm hậu căn cơ này, phải thật sự cẩn trọng, bằng không chỉ tổ mang tới rất nhiều phiền toái cho bản thân. Nhìn mặt cỏ trước mắt, mộ chôn quần áo và di vật của cố gia đồng sớm đã không còn, Trương Dương bỗng nhiên nhớ tới, vận mệnh của ba đứa con của cố gia gặp rất nhiều khúc chiết, cố dưỡng dưỡng lúc nhỏ thì gặp tai nạn giao thông, nếu không phải gặp mình, hiện tại chắc vẫn xe lăn, cố minh kiện thì bị người ta dụ dỗ hít thuốc phiện, về sau lại dính vào vụ án đâm người mà bị bỏ tù, sau khi ra tù thì cũng lận đận vô cùng, cho tới lúc này mới mới chính thức trở nên thành thục, mà cố dai đồng, nhớ tới dai đồng. Nội tâm Trương Dương không khỏi lại cảm thấy đau đớn, trước mắt hiện ra khuôn mặt tái nhợt và kinh hoàng của cố dai đồng, không biết hồn của cô ta liệu có phải đang phiêu đáng trên sông Niagara hay không. Cố doãn chi cả đời thanh liêm chính trực, người như vậy, vốn không nên gặp ông sự đối đãi không công bình của ông trời như vậy, chẳng lẽ tất cả những cái này đều là trùng hợp. Trương Dương không tin, cũng không tin ông trời lại tàn nhẫn đối với một người tốt như vậy, nếu tất cả những cái này là có khả năng trả thù tồn tại. Trong lòng Trương Dương xuất hiện một khuôn mặt quen thuộc, cố Doãn Chi đã nói, y cả đời này không có bằng hữu chân chính, nhưng cử nhân thì sao? Sự ngay thẳng và thanh liêm của y liệu có phải đã đắc tội với một số hay không? Liệu có phải có một số người thủy chung đang ở trong bóng tối nhìn y với ánh mắt hận thù hay không? Cô dưỡng dưỡng lặng lẽ đi tới phía sau Trương Dương, nói khẽ, nhớ chị em à. Trương Dương quay sang nhìn nhìn cô ta, khóe môi lộ ra nụ cười. Cố Dưỡng Dưỡng nói, nếu chị em còn sống, anh liệu có cưới chị ấy không? Trương Đại Quan Nhân bị câu hỏi của cô ta khiến cho có chút kinh ngạc, người ra một thoáng rồi mới sẽ. Trương Đại Quan Nhân không hề nói dối, hắn trước đây vẫn luôn muốn cưới tất cả hồng nhan tri kỷ, hưởng hết phúc nhân gian. Cố Dưỡng Dưỡng nói, tuy rằng em biết không nhất định, nhưng em vẫn tin anh, không biết vì sao nữa. Khi lời này ánh mắt của cô ta không khỏi lộ ra vài phần nhu tình tình cảm rất kỳ quái ví dụ như cô ta đối với trương dương trong cảm nhận cô ta thì trương dương vĩnh viễn là tồn tại hoàn mỹ không có bất kỳ ai có thể thay thế cô ta lại nói trong lòng anh rốt cuộc yêu người nào nhất trương dương nói dưỡng dưỡng anh không phải là một người tốt cũng không hoàn mỹ như em nghĩ về anh đâu cô dưỡng dưỡng không nói gì chỉ dùng lắc đầu để phản đối những lời này của hắn trong lòng cô ta trương dương là hoàn mỹ trương dương cười cười nụ cười của hắn vô cùng phức tạp nói khẽ anh đi đây sao không ở lại ăn cơm trương dương nói hôm nay không được anh còn có chuyện quan trọng phải làm chuyện quan trọng mà trương đại quan nhân nói là đi tìm võ trực anh nam trình diễm đông tuy rằng cha được hắn đang ở đông giang nhưng căn cứ vào phản hồi của kỳ sơn võ trực anh nam hai ngày nay không hề về khách sạn nhưng kỳ sơn ở đông giang dù sao cũng có rất nhiều quan hệ rất nhanh đã giúp Trương Dương tra được địa chỉ của võ trực anh Nam, mục đích thằng ôn này đến Đông Giang rất có thể là để tránh đầu sóng ngọn gió, chuyện ở Tân Hải rất ồn ào, phía Nhật tuy rằng không ai lôi hắn ra, nhưng chung quanh còn có không ít công nhân Trung Quốc, bọn họ rất có thể sẽ nhận ra mình, cho nên võ trực anh Nam mới tới Đông Giang tạm lánh. chương 2101, Nỗi khổ riêng 2 Đông Giang có rất nhiều người Nhật Bản làm kinh thương, cha của võ trực anh Nam là phó đại sứ Nhật Bản tại Trung Quốc quan hệ nhân mạch của y cũng cực lớn hội trưởng thương hội nhật bản đông giang đảo xuyên thái là bạn tốt của y Võ trực anh nam lúc mới tới đông giang cũng không muốn làm phiền tới những người này nhưng thằng ôn này lại là hạng không chịu nổi tịch mịch không nhịn được đăng môn đến thăm trung đảo xuyên thái nể mặt cha hắn nên cũng rất nhiệt tình đem biệt thự phượng hoàng sơn ở đông giao đông giang của mình cho hắn mượn ở tạm cho nên võ trực anh nam hai ngày nay không về khách sạn kỳ sơn báo lại tình huống cha được cho trương dương Trương Dương từ nhiều năm trước đã có quan hệ với Trung Đảo Xuyên Thái, lúc ban đầu còn hạ một cây phụ cốt châm lên người thằng cha này. Về sau Trung Đảo Xuyên Thái cũng học khôn, hắn bảo gì thì nghe nấy, khi Trương Dương tới các địa phương nhậm chức thì hắn cũng vài lần tổ chức đoàn thương mậu phía Nhật tới cổ động. Mặc dù có tầng quan hệ này, Trương Dương vẫn không thể kinh động tới Trung Đảo Xuyên Thái, Trương Đại Quan Nhân đã định nghĩa chuyện lần này là mâu thuẫn giữa hai nước, liên quan tới phương diện này, Trung Đảo Xuyên Thái rất khó đứng trên lập trường của mình võ trực anh nam tới đông giang thì sống những ngày ăn chơi đàng điếm thật ra lúc ở bắc cảng cũng vậy khi trương đại quan nhân xâm nhập vào biệt thự phượng hoàng sơn này võ trực anh nam đang ôm hai nữ lang nhật bản chơi trò nhất long song phượng đối với cảnh này trương đại quan nhân tất nhiên muốn chụp ảnh lưu niệm võ trực anh nam và hai nữ lang nhật bản hiển nhiên bị kẻ xâm nhập này làm cho sợ hãi muốn kéo chăn tre đáng tiếc ba người đồng thời chém giết kết quả là chẳng ai thành công bảo vệ mình Trương Đại Quan Nhân thành công chụp được rất nhiều hình ảnh phấn khích. Thằng cha này dựa vào kinh nghiệm chụp ảnh trộm nhiều năm đưa ra phán đoán, loại ảnh này cực có lực sát thương, nếu đăng ra ngoài, võ trực anh nam tối đa là mất tí mặt mũi, nhưng cha hắn võ trực chính giã, thân là phó đại sứ tại Trấn Quốc, chỉ sợ sẽ gặp phải một hồi nguy cơ chính trị trước giờ chưa từng có. Võ trực anh nam từ lúng túng lúc ban đầu phản ứng lại, hắn từ đầu giường rút ra một thanh Nhật Bản, cả người trần chuồng nghiến răng nghiến lợi lao lên, bát khách. Trương Đại Quan Nhân chỉ một cước đã đá hắn ngã xuống giường, rồi lại chụp loạn một trận. Hai nữ lang Nhật Bản sợ đến nỗi thét chói tai. Trương Đại Quan Nhân cười hắc hắc, "Cất máy ảnh đi, đi tới rồi điểm huyệt đạo của Võ Trực Anh Nam, tới bên giường lôi cái chăn mà hai nữ lang Nhật Bản dùng để che người xuống, bọc Võ Trực Anh Nam lại rồi lao ra ngoài." Ngoài biệt thự Kỳ Sơn chờ trong ô tô, nhìn thấy Trương Dương đầu đội tất chân, khiêng một thứ từ đầu tường nhảy xuống, vội vàng lái xe tới. Trương Dương ném võ trực anh nam ngay cả bị quấn trong chăn vào xe. Sau đó tới ghế phụ ngồi xuống, kéo tắt chân trên mặt ra, nói, đi. Võ trực anh nam mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở một nơi tối tăm, chung quanh lạnh buốt, chắc là ở dưới đất, hắn hoảng sợ trợn to hai mắt, lớn tiếng kêu lên, ai? Anh rốt cuộc là ai? Ánh đèn trói mắt chiếu tới, khiến võ trực anh nam không thể không cúi đầu. Hắn run giọng nói, anh là ai? Anh muốn gì? trương đại quan nhân cười hắc hắc nói anh cho rằng làm chuyện xấu rồi thì có thể trốn đi ném lại cục diện rối rắm cho người khác còn mình thì chạy đến đông giang tiêu diêu tự tại à trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy võ trực anh nam nói tôi không hiểu anh đang nói gì cả giả ngu à võ trực anh nam nói anh biết tôi là ai không có biết hậu quả khi bắt cóc tôi hay không trương dương cười nói bắt cóc anh á không không có hứng thú đó lột trần anh ra mục đích chính là muốn nói riêng mấy câu với anh anh ở bắc cảng đâm bị thương một gã công nhân cho rằng đi rồi thì có thể thoát tội ư nằm mơ anh nhớ kỹ cho tôi tôi cho anh thời gian ba ngày tự khai ra chuyện này nếu không trung quốc nói uy hiếp tôi à nếu anh hiện tại không thả tôi ra ngày mai toàn bộ cảnh sát trung quốc đều sẽ tìm anh trương đại quan nhân cười ha ha anh nói như vậy tôi thực sự sợ đó anh nói những bức ảnh hôm nay liệu truyền thông nhật bản có cảm thấy hứng thú hay không nhỉ võ trực anh nam dùng mình anh muốn uy hiếp tôi trương dương nói tôi cho ngươi thiên thời ba ngày sau ba ngày nếu anh không đứng ra nhận chuyện này tôi sẽ cho anh hối hận cũng không kịp võ trực anh nam nói anh rốt cuộc là ai có gan thì đứng ra đi giấu đầu lộ đuôi thì là hảo hán à trương đại quan nhân từ trong bóng tối đi ra tới trước mặt võ trực anh nam võ trực anh nam kinh ngạc nhìn hắn hắn không ngờ người bắt cóc này dám hiện thân thật, anh. Hắn càng không ngờ Trương Dương thân là bí thư thị ủy Tân Hải lại dám xông vào tư trang bắt cóc hắn ra. Trương Dương vỗ vai hắn nói, tiểu tử, là nam nhân, dám làm thì dám chịu, nhớ kỹ, ba ngày, chỉ có ba ngày thôi. Hắn giải huyệt đạo cho võ trực anh nam, ném cho hắn một bộ quần áo rồi chỉ ra phía sau, nói, ra khỏi hầm trú ẩn, men theo đường nhỏ bò lên núi thì có thể nhìn thấy chỗ anh ở, sự kiên nhẫn của tôi có hạn tôi đó, Tôi ở Đông Giang chờ anh ba ngày, anh sau khi nghĩ thông suốt thì tùy thời điện thoại cho tôi. Võ trực anh nam tuy rằng lòng tràn đầy oán độc, nhưng hắn lại không dám nói lời nào nói gì, mặc quần áo Trương Dương đưa cho hắn rồi hốt hoảng chạy đi, Trương Dương thở phào, cũng từ phòng bên đi ra. Kỳ Sơn và Trương Dương sóng vai đứng trên đỉnh núi, nhìn võ trực anh nam đang lảo đảo bro chạy. Kỳ Sơn có chút khó hiểu nói, vì sao muốn thả hắn. Trương Dương nói, không thả hắn chẳng lẽ muốn giết hắn tôi là cán bộ quốc gia mà chứ không phải là phần tử khủng bố kỳ sơn bật cười tôi chỉ là không rõ vì sao anh đội tất chân che giấu tung tích đi bắt hắn nhưng sau khi bắt được rồi thì lại dễ dàng thả hắn đi như vậy còn bại lộ thân phận của mình anh chắc không phải là người dễ dàng bị khích tướng chứ chẳng lẽ anh cho rằng chỉ bằng vào mấy tấm ảnh đó là có thể uy hiếp được võ trực anh nam ư cho dù anh công bố những bức ảnh này võ trực chính giã cũng hoàn toàn có thể dùng bốn chữ không biết dạy con để chối bỏ liên quan cũng sẽ không ảnh hưởng tới sinh nhai chính trị của hắn. Bản thân võ trực anh nam chính là một tay ăn chơi, hắn có lẽ sẽ không để ý tới danh dự như vậy. Anh nghĩ lại đi, nếu hắn ra tự thú, như vậy cái trở hắn chính là chế tài của pháp luật. Anh đăng ảnh của hắn thì cùng lắm khiến hắn mất danh dự thôi, đổi thành là anh thì anh sẽ lựa chọn cái nào. Trương Dương nói, tôi nếu đã thả hắn thì là có nắm chắc. Thời gian võ trực anh nam mất tích tuy rằng không dài, nhưng cũng kinh động tới rất nhiều người bao gồm cả nhân vật nổi danh của thương giới phía Nhật ở Trung Quốc như Trung Đảo Xuyên Thái và tỉnh Thượng Tĩnh đều chạy tới biệt thự Phượng Hoàng Sơn. Bọn họ không hề vội báo cảnh sát, cho rằng rất có thể là một vụ bắt cóc tống tiền. Mấy người đang thương lượng đối sách, chuẩn bị thông báo với cha của Võ Trực Anh Nam về chuyện này thì Võ Trực Anh Nam khoác một cái áo gió màu lam cũ nát, chật vật không chịu nổi từ bên ngoài trở về. Trung Đảo Xuyên Thái vội vàng ra đón, quan tâm, nói anh Nam, anh có sao không? võ trực anh nam bởi vì chạy quá vội cho nên bị gai trên nói rạch mấy chỗ hắn thở hổn hển rồi ngồi xuống sofa tỉnh thượng tĩnh và trung đảo xuyên thái liếc mắt nhìn nhau ánh mắt hai người đều lộ ra vẻ vô cùng mê hoặc tỉnh thượng tĩnh ra ngoài gọi điện thoại nếu võ trực anh nam đã trở lại những người hắn phái đi tìm kiếm cũng không cần tiếp tục hành động nữa võ trực anh nam bình ổn tình tự trong chốc lát rồi vò vò đầu nói khẽ trương dương là trương dương làm Trung đảo Xuyên Thái nghe thấy tên của Trương Dương thì nội tâm chấn động, hắn cũng không rõ giữa võ trực anh nam và Trương Dương rốt cuộc tồn tại mâu thuẫn như thế nào, nhưng sự lợi hại của Trương Dương thì hắn biết rõ hơn bất kỳ ai. Trung đảo Xuyên Thái phất phất tay, ra hiệu những người khác ở trong phòng đều lui ra ngoài, tỉnh thượng tính nói chuyện điện thoại xong thì đã trở lại, Trung đảo Xuyên Thái gật đầu với hắn, nói khẽ anh có thể xác định là Trương Dương không? Vừa rồi hai nữ nhân đó nói là một người bịt mặt đã bắt anh đi. Võ trực anh nam nói, hắn hóa thành cho thì tôi cũng nhận được, hắn, trương dương bí thư thị ủy Tân Hải. Tỉnh thượng tĩnh nhíu mày, hắn vì sao muốn bắt cóc anh? Võ trực anh nam lúc này đã không thể tiếp tục giấu giếm hành vi của hắn ở Tân Hải, thấp giọng kể lại chuyện đâm bị thương trương chiến bị với hai người, hai người nghe xong thì vẻ mặt đều lộ ra vẻ trầm trọng. Trung đảo xuyên thái nói, anh nam, anh đi tắm rửa nghỉ ngơi đi đã. Võ trực anh nam đi rồi, trung đảo xuyên thái châm một điếu thuốc lá, trên mặt lộ ra một tia cười khổ, tỉnh thượng quân, anh thấy chuyện này nên làm thế nào? Tỉnh thượng tĩnh thẳng thắn nói, công tử của võ điền quân thực sự không ra gì. Trung đảo xuyên thái nói, anh và Trương Dương quen nhau nhiều năm, giao tình thâm hậu, tôi thấy chuyện này hay là để anh ra mặt, tận lực tranh thủ bình ổn trận phong ba này, để chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Trong lòng có tỉnh thượng tĩnh chút không vui, trong mắt hắn trung đảo xuyên thái là muốn trốn tránh trách nhiệm, nếu nói tới giao tình thì hai người bọn họ và Trương Dương cũng như nhau, phải nói mấy năm gần đây Trung Đảo Xuyên Thái và Trương Dương đi lại gần hơn một đúng, nhưng tình thượng tĩnh lại không rõ, Trung Đảo Xuyên Thái đối với Trương Dương là kính sợ có thừa, ở trước mặt Trương Dương thì Thủy Trung không ngẩng đầu lên được, hắn không có đảm phách cò kè mặc cả với Trương Dương. Trương 2102, Nỗi khổ riêng 3 Tỉnh Thượng Tĩnh nói, chuyện bắt nguồn từ gia tộc Nguyên Hòa, nếu thực sự muốn giải quyết chuyện này thì còn cần gia tộc nguyên hòa ra mặt chúng ta hay là đừng tham gia làm gì chỉ giúp liên lạc là được rồi trung đảo xuyên thái cũng gật đầu nói cởi chuông phải tìm người buộc chuông anh nói đúng nên mau chóng nói chuyện này với nguyên hòa phu nhân tỉnh thượng tĩnh nói bên đại sứ võ trực hắn không nói hết câu ánh mắt nhìn trung đảo xuyên thái rõ ràng đang trưng cầu ý tứ của hắn trung đảo xuyên thái nói tạm thời thôi đừng nói cứ xem ý tứ của Nguyên Hòa Phu Nhân đã. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, hắn và tỉnh Thượng Tĩnh trong chuyện này là người ngoài cuộc, cứ để Nguyên Hòa Hạnh Tử mình đi giải quyết chuyện này. Tỉnh Thượng Tĩnh nói, anh cho hắn mượn biệt thự, hắn không ngờ dẫn hai nữ nhân đến đây làm loạn, chuyện này chuyện này để đại sứ biết thì chỉ sợ sẽ không cảm kích anh đâu. Trung đảo xuyên thái thở dài nói, tôi chiêu đãi hắn, còn không phải là nể mặt cho a h hắn mang hai nữ nhân hai nữ nhân tới làm loại chuyện này, tôi căn bản không biết. Tỉnh Thượng Tĩnh nói, trong tay Trương Dương có thể có không ít ảnh, những bức ảnh này nếu thực sự bị công bố thì sẽ có ảnh hưởng nhất định tới danh dự của đại sứ. Chuyện đã phát sinh rồi thì chỉ có thể đi một bước nhìn một bước thôi. Sáng sớm hôm sau Trương Dương tới bệnh viện hồi sức ở tâm Nam Đông Giang, mục đích của hắn là tới thăm Lưu Diễm Hồng. Lưu Diễm Hồng sau khi cắt chỉ phẫu thuật thì vẫn luôn ở đây an dưỡng. Nhìn thấy Trương Dương đến, Lưu Diễm Hồng có chút kinh hỉ, cô ta cười nói trương dương tôi còn tưởng rằng cậu quên tôi rồi trương đại quan nhân cười nói quên ai thì quên chứ không dám quên chị lưu của tôi đâu chị là loại người chỉ nhìn một cái là khiến cho người ta nhớ mãi không quên lưu diễm hồng gắt tôi chọc gì cậu à mà cậu cứ nói móc tôi thế trương dương kéo ghế ngồi xuống cạnh giường tôi nói thật luôn không có ai tin hắn trước tiên kiểm tra một chút tình huống khang phục thân thể của lưu diễm hồn sau đó lấy hộp châm ra giúp cô ta châm cứu lợi dụng kim châm để kích thích thần kinh tứ chi của cô ta, xúc tiến hệ thần kinh sớm ngày khang phục. Lưu Diễm Hồng quan tâm nhất vẫn là chuyện tình cảm của hắn và sở yên nhiên, cậu và yên nhiên đang làm cái gì thế? Đang yên đang lành sao lại chia tay? Trương Dương nói, cô ta giận tôi, chia tay với tôi, tôi cũng muốn vãn hồi, nhưng đáng tiếc. Lưu Diễm Hồng nói, cậu hay là không có thành ý, tính tình của yên nhiên tôi hiểu rõ, trong lòng cô ta chỉ có cậu, nếu cậu thực sự muốn vãn hồi thì cô ta sao có thể không đáp ứng? Ái, thằng ôn cậu trả thù tôi. Lưu Diễm Hồng bị một châm này của Trương Dương đâm cho hét váng lên. Trương Dương cười nói, biết đau là tốt rồi, tình huống khang phục của chị so với tưởng tượng của tôi thì tốt hơn nhiều, chị Lưu, tính tình của Yên Nhiên vẫn luôn rất bướng, chuyện cô ta đã nhận thức chuẩn thì không dễ dàng hồi tâm chuyển ý như vậy đâu, hay là chị giúp tôi khuyên cô ta đi. Lưu Diễm Hồng nói, thật ư? trương dương nói thật lưu diễm hồng nói nhưng tôi gần đây nghe thấy một số tin tức về cậu nói anh cậu và con gái của bí thư kiều đi lại rất thân thiết trương đại quan nhân không khỏi bật cười tôi và chị cũng đi lại thân thiết sao không ai đồn thổi gì về tôi và chị lưu diễm hồng gắt cút ăn nói linh tinh trương dương nói ai nói với chị thế chị cả ngày ở trong phòng ai nói với chị những chuyện này lưu diễm hồng còn trả lời thì cửa phòng bị đẩy ra nghe thấy một giọng nói nam tử, Diễm Hồng, tôi vừa mua cháo ếch mà cô thích anh nhất này. Người từ ngoài cửa vào không ngờ là bí thư thị ủy Ngô Minh. Ngô Minh không ngờ Trương Dương ở bên trong, nhìn thấy Trương Dương, hắn cười cười xấu hổ. Lưu Diễm Hồng thở dài nói, ai nói với anh là tôi thích ăn cháo ếch. Bí thư Ngô à, anh có phải nhàn rỗi quá hay không? Sao cứ cả ngày chạy tới chỗ tôi vậy? Ở trước mặt Trương Dương, Ngô Minh bị Lưu Diễm Hồng mắng một trận, mặt đỏ bừng, hắn đặt bát cháo lên tủ rồi mỉm cười nói nhân lúc còn nóng ăn đi lưu diễm hồng tức giận nói tôi không ăn trương dương nói chị lưu à kiểu cách nhà quan của chị có phải hơi lớn quá hay không hay là chị đang ám chỉ gì tôi chị nếu không muốn thấy tôi ở đây thì tôi đi lưu diễm hồng nói tôi có nói gì cậu đâu cô ta nói đúng ra thì là không vui khi thấy ngô minh ngô minh cười nói được rồi tôi ra ngoài để hai người nói chuyện Trương Dương cất kim châm đi, nói tôi phải đi đâu, buổi trưa đã đáp ứng một đám bằng hữu ăn cơm, giờ không đi là muộn mất. Ngô Minh nói tôi tiến anh anh, hắn và Trương Dương ra bên ngoài, quan tâm nói Trương Dương, tình huống của cô ta thế nào rồi. Trương Dương trước đây không có thiện cảm gì với Ngô Minh, hơn nữa hắn thủy chung cho rằng Ngô Minh tiếp cận Lưu Diễm Hồng, mục đích chủ yếu là xuất phát từ từ chính trị, không ngờ sau khi Lưu Diễm Hồng gặp đại kiếp nạn lần này, Ngô Minh không hề lựa chọn rời xa cô ta, ngược lại so với trước kia thì theo đuổi càng gắt hơn. điều này khiến cho trương dương cũng thay đổi cái nhìn về hắn. trương dương ăn ngay nói thật tình huống so với dự đoán thì tốt hơn nhiều. có điều có thể đứng lên được hay không thì chưa biệt. ngô minh cũng không biết y thuật của trương dương. hắn thở dài nói bác sĩ chủ trì cũng nói tình huống khang phục không tồi, nhưng bọn họ không cho rằng diễm hồng còn có thể đứng lên. tôi từ bắc nguyên mời một vị trung y nổi danh tới đây, nhưng cô ta không muốn phối hợp trị liệu. trương dương nói rất nhiều người danh khí và tiêu chuẩn không tương xứng đâu ở phương diện trung y tôi còn có chút tâm đắc ngô minh nói trương dương anh đừng hiểu lầm ý của tôi tôi cũng không phải là không tin y thuật của anh tôi chỉ là muốn diễm hồng mau chóng khang phục thôi tính tình của cô ta quá bướng nếu cô ta thực sự không đứng dậy được thì trong lòng cô ta sẽ nghĩ quẩn trương dương nói tính cách của cô ấy vô cùng kiên cường không đến mức như vậy chứ hả ngô minh nói cô ta tìm bác sĩ xin thuốc ngủ Trương Dương cười nói, vậy cũng chưa chắc là muốn tự sát, nghỉ ngơi không tốt, uống chút thuốc ngủ cũng rất bình thường, anh lo quá đó. Ngô Minh gật đầu, cô ta sở dĩ xảy ra chuyện lớn như vậy, chính là trên đường tê tê ới chỗ tôi, nếu không phải vì gặp tôi. Vẻ mặt của hắn tràn ngập vẻ tự trách. Trương Dương nhìn Ngô Minh, không ngờ lần đầu tiên sinh ra thiện cảm với hắn, thật ra cho tới bây giờ hắn cũng vẫn không rõ ngày đó Lưu Diễm Hồng suốt đêm chạy tới Kinh Sơn để làm gì, căn cứ vào lời nói lúc ấy của Ngô Minh thì hắn cũng không biết Lưu Diễm Hồng muốn tới Kinh Sơn, mà Lưu Diễm Hồng sau sự cố thì vừa hay xảy ra mất trí như có tính lựa chọn, khiến chuyện này đến nay vẫn chưa thể có đáp án xác thực. Ngô Minh hiển nhiên là đổ tất cả trách nhiệm tao ngộ này của Lưu Diễm Hồng lên người mình, từ biểu hiện quan tâm của hắn đối với Lưu Diễm Hồng trong khoảng thời gian này cho thấy thì quả thực là vậy. Trương Dương nói, Bí thư Ngô có vẻ rảnh nhỉ? ở Kinh Sơn không có việc gì à? Ngô Minh nói, những người như chúng ta cũng phải có ngày nghỉ chứ, tôi tối qua lái xe tới, hôm nay ở với cô ta một ngày, chiều lại về. Tôi thấy cô ta hiện tại có chút bài xích anh. Ngô Minh nói, tôi biết, cô ta tuy rằng làm như vậy, nhưng trong lòng chưa chắc đã nghĩ vậy, cô ta là sợ mình làm liên lụy tới tôi. Trương đại quan nhân bất giác mỉm cười, cảm thấy Ngô Minh tựa hồ có chút tự tác đa tình. Ngô Minh thở dài nói, thật ra giữa tôi và Diễm Hồng trước giờ cũng chưa xác định quan hệ yêu đương, Gặp loại chuyện này, người khác chỉ sợ đã tránh không kịp, tôi cũng từng cân nhắc rồi, nếu Diễm Hồng cả đời này cũng không đứng dậy được thì sao? Tôi không phải xuất phát từ trách nhiệm và ái náy, mà là tôi về sau phát hiện, tôi quả thực đã thích cô ta, chính là cô ta lần này bị thương mới khiến tôi nhìn rõ, cái tôi thích là con người của cô ta chứ không phải là quan chức hoặc là bất kỳ thứ gì khác của cô ta. Tôi nghĩ tôi đã chuẩn bị tốt rồi, chỉ cần Diễm Hồng nguyện ý thì tôi có thể cả đời chiếu cố cho cô ta những lời này của ngô minh nói rất xúc cảm khiến trương dương cũng rất khó hoài nghi tính chân thật của những lời này trương dương nói chân thành thì sẽ thành công bí thư ngô đối với chuyện giữa hai người thì tôi không có quyền lên tiếng nhưng anh hiện tại thì rất đàn ông ngô minh bật cười hắn vỗ vỗ vai trương dương rồi nói mau đi đi anh còn có hẹn có thể nghe thấy anh khen tôi như vậy tôi thật sự là thụ sủng nhược kinh từ những lời này có thể nhìn ra ngô minh vẫn rất tự hiểu lấy mình hắn hiểu rõ địa vị của mình trong cảm nhận của Trương Dương là thế nào. Trương Đại Quan Nhân cũng vỗ vai hắn, nói tôi cũng vừa mới phát hiện bí thư ngô là người rất có ái tâm. Ngô Minh nhìn theo Trương Dương đi xa rồi lúc này mới trở lại phòng bệnh, Lưu Diễm Hồng nói anh sao còn không đi. Ngô Minh nói tôi đút cháo ếch cho cô ăn xong rồi đi. Lưu Diễm Hồng nói, Ngô Minh, tôi thật sự là phục anh rồi, đàn ông đàn an mà cứ như là đàn bà ấy, tôi ghét nhất là loại người như anh đó ngô minh nói cô ghét tôi cũng được thích tôi cũng được tóm lại tôi cứ ở đây đấy trước khi vết thương của cô khỏi thì cô không đuổi tôi đi được đâu hắn cầm bát cháo ếch lên lưu diễm hồng nói tôi tuy rằng không thể đuổi anh đi nhưng tôi có thể bảo hộ sĩ đuổi anh đi ngô minh nói tốt xấu gì cũng cho chút mặt mũi đi tôi đút cho cô ăn rồi sẽ đi ngay lưu diễm hồng nói anh không biết là mình rất giả dối ư làm bộ làm tịch ở trước mặt ta biểu hiện ra sự thương hại và ái tâm của anh ư? Ngô Minh vẫn mỉm cười nhìn cô ta, tôi thừa nhận tôi rất giả gối, nhưng nếu tôi có thể hư tình giả ý đối với cô cả đời, cho tới lúc cô chết, vậy cô nói xem cái này có khác gì yêu thật không? Chương 2103, bình tĩnh 1. Chương đại quan nhân cho võ trực anh nam kỳ hạn 3 ngày, là hắn đã cân nhắc kỹ càng, tính toán tất cả khả năng có thể xảy ra, hắn có lòng tin võ trực anh nam sẽ cúi đầu trương dương là người không chịu ngồi yên ba ngày này hắn cũng không thành thành thật thật chờ đợi lợi dụng thời gian này để thăm bạn bè cũng coi như là một loại phương thức để thả lỏng có điều trương dương lại không tới bái phỏng tống hoài minh như trước đây cả thế giới đều biết hắn và sở yên nhiên đã chia tay hiện tại bí thư tống nhìn hắn là mũi không phải mũi mắt không phải mắt nếu để cho người khác nhìn thấu sự ảo diệu trong đó thì chẳng phải là kiếm củi ba năm thiêu một giờ ư buổi trưa hôm ấy viên ba ở vọng giang lâu mở tiệc đón gió tẩy trần cho trương dương lương thành long trần thiệu bân đinh triệu dũng tất cả đều tới hôm nay rất khéo không ai mang theo bạn gái cả khi trương đại quan nhân tới vọng giang lâu thì những người khác đều đã đến trương dương nhìn thấy cảnh trước mắt thì hơi có chút ngạc nhiên hôm nay làm sao vậy sao toàn một lũ được dựa thế này trần thiệu bân nói ngồi ăn với cậu dẫn bạn gái theo không an toàn lương thành long bật cười đúng vậy vạn nhất để anh cưa mất người ta rồi, chúng tôi có khóc cũng không kịp. Trương Dương nói, đám người này các anh nhìn tôi như vậy ư. Tôi là loại người trọng sắc khinh bạn à. Vợ của bạn không thể đụng, tôi ở trước mặt các chị dâu trước giờ đều là thành thành thật thật quy củ. Viên ba cười nói, đừng nghe bọn họ nói hưu nói vượt, mấy anh em lần này không mang theo phụ nữ là muốn vui vẻ một trận với anh. Trần Thiệu Bân nói, bí thư Trương à, chúng ta không thể cả ngày làm việc được, thỉnh thoảng cũng có phải lúc say xưa trẻ chén ôm gái chứ, có vậy thì đời nó mới vui được. Ninh Triệu Dũng cười theo, Lương Thành Long nói, anh cười cái giam á, uống rượu không có phần anh, ăn no rồi mau về nhà đi, có anh ở đây, ông anh vợ anh không được tự nhiên. Ninh Triệu Dũng nói, chuyện hoang đường của ác anh đừng có tính tôi vào, tôi ăn no rồi về nhà với vợ. Trương Dương nói, sao không mang tiểu tính tới. Ninh Triệu Dũng cười nói, cô ấy có chút không khỏe. Lương Thành Long nói, đều sắp làm cậu cả rồi, mau chuẩn bị tiền lì xì đi. Trương Dương cười ha ha, nói, đám tiểu tử các anh đừng khi dễ em dễ tôi, nào, hôm nay sẽ uống cho đám người các anh nằm bệt hẳn, để các anh say nằm trên đùi mỹ nhân, lát nữa Đông Tây Nam Bắc cũng phân không rõ. Mấy người cầm chén rượu lên đồng thanh hưởng ứng, không bọn họ vừa cạn chén thì bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa khe khẽ. Viên ba vốn cho rằng là nhân viên phục vụ vào đưa đồ ăn, nhưng sau khi cửa phòng mở ra, tất cả mọi người trợn mắt há hốc miệng, tay cầm chén rượu đờ ra đó, trương đại quan nhân bởi vì hướng lưng ra cửa cho nên không nhìn thấy người đi vào là ai, hắn cười cười xoay người lại, nhưng khi hắn thấy rõ người đến thì cả người cũng lập tức như bị đóng băng. Cô ta trên người mặc một chiếc áo sơ mi trắng rất đơn giản, bên dưới mặc quần bò màu xanh, máu tóc như mây, mắt trong như nước. Lặng lặng xuất hiện ở ngoài cửa, Trương Dương nhớ rõ trên người một nữ nhân khiến hắn nhớ khắc cốt ghi tâm cũng từng ăn mặc như vậy. Đám người viên ba cho dù là là người bàng quan thì cũng rất rung động, nếu không phải sớm biết cố giai đồng đã mất, mỗi người đều sẽ cho rằng người trước mắt chính là cố giai đồng. Không một tiếng, Trương Đại Quan Nhân không ngờ đánh rơi chén rượu xuống đất. Ken một tiếng vỡ vụn, cũng chính thanh âm này khiến hắn tỉnh táo lại, Trương Đại Quan Nhân gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, mỗi người đều nhìn ra nụ cười của hắn có chút gượng gạo trương dương nói cô tới đây à lúc nói giọng nói xê hắn đã khôi phục lại vẻ bình tĩnh tựa như cô ta một mực ở tại đây vốn chính là ở nơi này nguyên hòa hạnh tử mỉm cười nói tôi tới tìm anh hy vọng không làm phiền nhã hứng của các anh trương dương mỉm cười nói một đám lá cây chờ làm nền cho đóa hoa hồng là cô mà viên ba nói ngồi đi hắn đã ngửi được vị đạo không bình thường cứ như mưa gió sắp tới lương thành long nhíu mày là bằng hữu thật ra mỗi người bọn họ đều biết rõ ràng quan hệ giữa trương dương và cố giai đồng cũng hiểu rõ cái chết của cố giai đồng đã mang tới sự bi thương và thương tổn như thế nào cho trương dương nguyên hòa hạnh tử hôm nay ăn mặc cực kỳ giống cố giai đồng cũng không phải là ngẫu nhiên mà là giáp tâm cố ý thượng binh phạt mưu công tâm làm chủ nữ nhân này hôm nay là thiện giả bất lai Đinh triệu dũng tràn ngập lo lắng nhìn trương dương nguyên hòa hạnh tử làm như vậy đối với trương dương mà nói thì thực sự là rất tàn nhẫn căn bản là đang cố ý gợi lên vết thương lòng của hắn. Nguyên Hòa hạnh tử ngồi xuống bên cạnh Trương Dương, Trần Thiệu Bân nhìn hai người, tình cảnh trước mắt vô cùng quen thuộc, trước đây, Trương Dương và Cố Gia Đồng cũng từng xuất hiện như vậy trước mặt bọn họ, Trần Thiệu Bân nói một câu, "Giống, giống thật, quả thực là giống nhau như đúc." Nguyên Hòa hạnh tử mỉm cười nói, "Nếu các anh cũng coi tôi là cô ta thì tôi cũng không ngại." Trương đại quan nhân cầm chén rượu khắc lên, nói tôi thì ngại Nguyên Hòa Hạnh Tử vẫn bình tĩnh, lạnh lùng nói, lý do là gì? Cô không phải là cô ta, không ai có thể thay thế cô ta được. Trương Dương nói xong thì cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau đó thì hắn đứng lên đi ra ngoài. Mấy người viên ba đều sửng sốt, với tử lượng của Trương Dương, chén rượu này làm sao khiến hắn say cho được, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì rõ ràng là đã say rồi. Nguyên Hòa Hạnh Tử cầm chén trước mặt lên, ái nái nói, hôm nay thật sự là đã quấy dày đã quấy dày các vị rồi. Lương Thành Long nói, cố ý, nội tâm của người Nhật Bản thật sự là rất sâu. Lương Thành Long đây là nói ra tiếng lòng của mọi người, bọn họ đều nhìn ra nguyên hòa hạnh tử hôm nay là có chuẩn bị mà đến, cô ta ăn mặc như vậy, căn bản chính là hung hăng đâm một đao vào trong lòng Trương Dương. Sự bình tĩnh của Nguyên Hòa Hạnh Tử thì nằm ngoài dự đoán của họ, cô ta uống chén rượu đó xong thì nói, tôi là Nguyên Hòa Hạnh Tử, tôi không phải là cô ta. sau đó thì cô ta cũng đứng dậy đi ra ngoài. viên ba cầm chén rượu lên, mấy người ngơ ngác nhìn nhau. trần thiệu bân nói chuyện này không liên quan tới chúng ta. đinh triệu dũng nói tôi cũng quản lắm, nhưng không biết quản từ đâu. lương thành long nghiến răng nghiến lợi nói à đàn bà này độc thật. triệu dũng, cậu gọi điện thoại cho anh rể cậu, bảo hắn trả đạp mụ đàn bà nhật bản này đi, không phải muốn đóng giả cố gia đồng ư? bắt anh phải trả giá đắt. Trần Thiệu Bân cười một tiếng, lại bị viên ba chừng mắt lườm một cái, thằng cha này vội vàng thôi cười, liên quan chó gì tới tôi. Trương Dương lái xe tới Hồ Thu Hà, nơi này ghi lại rất nhiều hồi ức của cố giai đồng và hắn, hắn biết Nguyên Hòa Hạnh Tử nhất định sẽ theo tới, đỗ xe ở ven hồ rồi đi về phía bãi cỏ. Nguyên Hòa Hạnh Tử vẫn đi theo hắn, sau khi dừng xe thì không đi tới mà đứng trước xe từ xa nhìn bóng dáng của Trương Dương. Ánh mặt trời ấm áp bao phủ hồ thu hà vào buổi chiều, rất nhiều bụi bậm bay loạn trong gió, xung quanh lặng yên không có tiếng người, lông mi dài đen của Nguyên Hòa Hạnh Tử khiến ánh mắt của cô ta lộ ra có chút mịt mù. Cô ta nhìn Trương Dương đứng bên hồ, ngửa đầu, chống nạnh, dùng một tư thế cực kỳ kiêu ngạo và quật cường đứng ở đó, không biết hắn là đang tức giận hay là đang suy tư. Trong lòng Nguyên Hòa Hạnh Tử bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác áy náy, hành động của cô ta hôm nay tựa hồ có chút tàn nhẫn, đã sát muối lên vết thương của Trương Dương. Nhưng Trương Dương gần đây đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới lợi ích của cô ta, trận chiến giữa bọn họ căn bản là Trương Dương khơi màu trước. Cứ như vậy nhìn bóng dáng của hắn, ước chừng 10 phút thì Nguyên Hòa Hạnh Tử đi đến bên cạnh hắn, trong 10 phút có thể phát sinh rất nhiều biến hóa, gió đã đưa mây đen tới, tụ trên hồ thu hà, che khuất ánh mặt trời, một cơn bão sắp tới. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói khẽ, anh chuẩn bị ở chỗ này hứng mưa à? trương dương không nhìn cô ta vẫn nhìn hồ nước đột nhiên trở nên thâm trầm khi cô ta còn sống chúng tôi thường xuyên tới đây đi dạo nguyên hòa hạnh tử nói tôi tin anh nhất định rất yêu cô ta trương dương xoay người mắt hắn có chút đỏ lên bộ dáng của hắn thậm chí khiến nguyên hòa hạnh tử sinh ra một loại ảo giác cho rằng hắn vừa mới khóc trong lòng cô ta bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng cô ta biết mình đang hối hận hối hận vì vừa rồi đã làm như vậy trương dương nói cô không biết đâu vĩnh viễn không biết được đâu. Hắn nói xong câu đó thì ánh mắt nhìn lên mắt Nguyên Hòa Hạnh Tử thật lâu, sau đó hắn đột nhiên ôm lấy cô ta, ôm cực kỳ thô bạo, ôm chặt thân thể mềm mại của cô ta rồi cúi đầu hôn môi cô ta. Nguyên Hòa Hạnh Tử bị hành động của hắn khiến cho sợ ngây người, cô ta căn bản không đoán trước được Trương Dương sẽ có hành vi xung động như vậy, cô ta ra sức giấy ruộng, mím chặt môi, đột nhiên cô ta há miệng cắn lên môi Trương Dương một cách, trong khoảng cách gần như vậy, Cô ta thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng mí mắt Trương Dương rung rung, nhưng hắn vẫn không bỏ cuộc, Nguyên Hòa Hạnh Tử cảm thấy môi có vị mặn, là máu của hắn, nhưng cô ta vẫn cắn chặt, hai tay vẫn kháng cự. Chương 2104, Bình tĩnh 2. Trương Dương đột nhiên buông cô ta ra, môi hắn bị Nguyên Hòa Hạnh Tử cắn nát, trông rất là thảm hại, vừa lắc đầu vừa lui về phía sau, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, tôi hy vọng cô đừng bao giờ xuất hiện ở trước mặt tôi nữa trương dương nói xong thì nhảy vào trong hồ nước nguyên hòa hạnh tử có chút lo lắng nhìn vào mặt nước thấy trương dương bơi đi rất xa nội tâm của cô ta giống như cũng bị hút ra khỏi thể xác bồng bềnh trên mặt nước nguyên hòa hạnh tử cứ như vậy đứng mưa rơi rồi cô ta vẫn không định đi cứ quật cường chờ đợi mặc cho mưa đã làm ướt quần áo trương dương cuối cùng cũng từ trong hồ nước bơi ra trên người hắn chỉ còn quần dài thân trên để trần máu trên môi cũng được nước hồ rửa sạch nhưng rõ ràng có chút sưng lên hắn nhìn nguyên hòa hạnh tử trong mưa nhíu mày cô sao chưa đi anh vì sao muốn nhảy xuống hồ tôi là dùng phương thức này để bình tĩnh một chút trương đại quan nhân xem ra đã hoàn toàn bình tĩnh rồi nguyên hòa hạnh tử nói tôi cũng cần bình tĩnh trương dương từ trong ánh mắt quật cường của nguyên hòa hạnh tử tìm được một cảm giác quen thuộc nào đó hắn thậm chí cảm thấy cố dai đồng đang ở ngay trước mắt ở ngay bên cạnh mình nước hồ lạnh toát cũng không thể khiến hắn bình tĩnh Trương Dương chỉ chỉ vào ô tô, ra hiệu cho Nguyên Hòa Hạnh Tử đi vào bên trong xe tránh mưa, ánh mắt hai người trong giao phong liên tiếp đã đạt thành hiệp nghị. Trương Dương lên ô tô của mình, Nguyên Hòa Hạnh Tử thì lại không lên xe mình vào vào trong xe của Trương Dương. Bên ngoài trời mưa rất to, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ bên trong làn mưa mông lung, hạt mưa rơi lên cửa sổ xe vang lên tiếng lạch tạch. Chuyện của võ trực anh nam anh định làm thế nào? Nguyên Hòa Hạnh Tử phá vỡ trầm mặc trước, Trương Dương nói, cái này thì phải xem thái độ của phía các cô, bảo võ trực anh nam ra nhận tội, công khai xin lỗi, bồi thường tất cả tổn thất. Nguyên Hòa Hạnh Tử lắc đầu nói, không được, bồi thường thì được, nhưng công khai xin lỗi thì miễn, anh có chứng cơ có thể chứng minh là võ trực anh nam làm ư. Hơn nữa nguyên nhân của chuyện này là ở phía các anh, không thể bắt chúng tôi gánh vác toàn bộ trách nhiệm được. Trương Dương nói, chuyện này tôi không phải là nhầm vào cô, mà là phía các cô có một số người làm rất quá đáng, đã vượt qua điểm mấu chốt nhẫn nại của tôi rồi, cô chắc cũng hiểu tôi ít nhiều, con người của tôi trước giờ đều là trên vấn đề nguyên tắc thì một bước cũng không nhường. Nguyên Hòa hạnh tử nói, Trương Dương, xin thứ cho tôi nói thẳng. Anh cứ cường ngạnh như vậy thì không có lợi gì cho giải quyết vấn đề cả, anh cho rằng anh cho rằng lợi dụng một số thủ đoạn mờ ám thì để nắm giữ nhược điểm của người khác thì có thể uy hiếp được chúng tôi, có thể xoay chuyển được cục diện ư, tôi có thể nói với anh rằng cứ tiếp tục như vậy thì chỉ tổ càng lúc càng găng, tôi cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ đâu, chuyện đã ẩm ý tới đại sứ quán rồi. Xuất thân của võ trực anh Nam thì anh là cũng rõ, anh cho dù nắm giữ được một vài thứ, nhưng cho dù là có thể nguy hại tới danh dự của gia tộc võ trực thì cũng chỉ tổ khiến chuyện này càng lúc càng xấu đi thôi. Trương Dương nói, không xấu vậy đâu, tôi cá với cô, võ trực anh Nam là loại hèn nhát, hắn sẽ cúi đầu nhận tội. Nguyên Hòa Hạnh Tử cắn cắn môi, cô ta có chút phẫn nộ nói thật sự là không thể nói lý với anh được tôi đã nhượng bộ rồi nhưng anh được một tấc lại muốn tiến một thước khí thế bức nhân anh rất quá đáng miệng trương đại quan nhân có chút sưng lên cười cười với nguyên hòa hạnh tử thì trông rất buồn cười nguyên hòa hạnh tử oán hận gật đầu trương dương anh tốt nhất đừng ép tôi trương dương nói ép thì sao nhỉ mày liếu của nguyên hòa hạnh tử dựng thẳng lên mở cửa xe bước xuống đội mưa đi vào xe của mình rất nhanh liền quay đầy rồi biến mất trong mưa gió. Trương đại quan nhân tựa vào ghế ngồi, thở hắt ra, một lần nữa đám chìm trong tiếng mưa rơi trên nóc ô tô. Không biết qua bao nhiêu lâu, có người ở bên ngoài gõ cửa kính xe. Trương đại quan nhân mở mắt ra, liền thấy hòa thượng tam bảo thò cái dầu chọc lốc ngoài cửa kính, vẻ mặt rất vui mừng. Mưa đã tạnh, mặt trời lại lộ ra, trên mặt hồ lóe kim quang, sương động trên lá cây. Trương Dương mở cửa xe. Tam bảo ở bên ngoài niệm Phật hiệu rồi nói, A-di-đà Phật, bí thư trương, tôi và ngài thật đúng là có duyên. Trương Dương nhìn thấy tăng trên người hắn đã ướt súng, chắc hẳn thằng cha này vừa rồi bị mưa to đột ngột khiến cho ướt như chuột lột, trong lòng thầm nghĩ, hòa thượng Tam bảo sao xuất hiện trước mặt mình. Chẳng lẽ vừa rồi chuyện xảy ra giữa mình và Nguyên Hòa Hạnh Tử đều bị thằng cha này nhìn thấy hết rồi ư? Trương Dương nói, ông sao biết tôi ở trong xe? Hòa Thượng Tam Bảo chỉ chỉ vào lều có cách đó không xa, vừa rồi mưa to, tôi ở bên trong tránh mưa, nhìn thấy ở bên hồ có bóng người giống anh, nhưng cách quá xa nên không thấy rõ lắm, cho nên đợi mưa tạnh thì mới qua xem, không ngờ thực sự là anh. Trương Dương cười nói, nói như vậy, hai chúng ta quả thực có vài phần duyên phận. Hòa thượng Tam Bảo nhìn môi Trương Dương rồi nói, bí thư Trương, miệng anh. Trương đại quan nhân được hắn nhắc nhở, lúc này mới cảm thấy môi vẫn có chút đau đớn, nhìn nhìn vào gương chiếu hậu, phát hiện môi sưng vù, Hòa thượng Tam Bảo thật sự là xấu thật, liệu có phải chuyện mình vừa rồi cường hôn nguyên hòa hạnh tử bị hắn nhìn thấy cả rồi không? Hòa thượng Tam Bảo nói: "Bí thư Trương, nơi này cách chùa Thu Hà cũng không xa, tới bên đó uống trà nhé." Đang muốn đang muốn từ chối thì Tam Bảo lại nói: "Tôi chẳng những có chuyện muốn nói với ngài, hơn nữa còn còn muốn đi nhờ xe ngài nhu." Trương đại quan nhân và Tam Bảo quen nhau lâu như vậy, không thể ngay cả chút tình cảm này cũng không có, hắn lái xe đưa Tam Bảo tới chùa Thu Hà công trình trùng kiến chùa Thu Hà tiến triển rất thuận lợi. Trương Dương lúc trước khi còn công tác ở nội thành Đông Giang mới, nơi này đã liền bắt đầu xây dựng, hiện giờ chủ thể đã được dựng lên, đang tiến hành hoàn thiện. Tam Bảo mời Trương Dương tới trụ sở của Bộ Chỉ huy Công trường, hắn cười nói với Trương Dương, Bí Thư Trương, ngài ngồi trước nhé, tôi đi thay quần áo, ướt súng cả rồi. Trương Dương gật đầu, ngồi xuống ghế. Khi Tam Bảo đi vào thay quần áo, tuệ không pháp sư mặc tăng y màu vàng, Đầu đội mũ rộng vành bước vào, tuy rằng ông ta là cao tăng Phật pháp tinh thâm, nhưng ăn mặc rất giản dị, một đôi tăng hài còn dính đầy bùn, vừa rồi chắc là đi thị sát tiến độ công trình. Trương Dương vội vàng đứng dậy chào, Tuệ Không pháp sư, thì ra ngài cũng ở đây. Tuệ Không pháp sư mỉm cười nói, Trương thí chủ đã lâu rồi không tới chơi. Trương Dương nói, tôi hiện tại được điều tới Tân Hải công tác rồi, không còn phụ trách chuyện bên này nữa. Tuệ Không gật đầu nói, tôi cũng nghe nói qua nói rồi, cổ tự Thu Hà có thể trùng kiến có quan hệ rất lớn tới sự tương trợ của Trương thí chủ lúc trước, trong lòng Bần tăng vẫn luôn rất cảm kích thí chủ. Trương Dương nói, đại sư đừng để những chuyện nhỏ thế này trong lòng làm gì, nhìn thấu, buông bỏ và tự tại, ngài nếu ngay cả chút chuyện này cũng không bỏ xuống được thì tôi cảm thấy cả người không được tự nhiên. Câu này khiến Tuệ Không pháp sư cũng phải bật cười. Tuệ Không pháp sư nói, Trương thí chủ thật sự là có lý giải riêng về Phật pháp anh nếu là người trong Phật môn thì thành tựu tất không thể hạn lượng. Trương Đại Quan nhân nghe thấy lão hòa thượng này đang động viên mình xuất gia, thế thì không được, hắn cười nói, "Đa tạ đại sư đã coi trọng, tôi chỉ là một tục nhân, tôi nếu có thể nếu có thể nhìn thấu và buông bỏ thì đã sớm không đi theo quan đồ rồi, tôi không được đâu, tôi vẫn còn quá quyến luyến hồng trần thế tục." Lúc này Tam Bảo thay quần áo đi ra, hắn cung kính nói, "Sư phụ, ngài đã trở lại." Tuệ Không pháp sư nói, "Tôi tới tu thiện anh tâm sự với trương thí chủ nhé. Trương Dương hai tay hợp thành chữ thập tiến tuệ không pháp sư. Hòa thượng Tam Bảo đi pha trà, cùng Trương Dương ngồi phía trước cửa sổ, Tam Bảo nói, bí thư Trương công tác bận rộn, lần này sao có thời gian tới đây vậy? Trương Dương nói, thật không dám giấu, lần này đến Đông Giang là để xử lý một số việc. Tam Bảo gật đầu nói, thật ra tôi cũng đang chuẩn bị liên hệ với ngài. Trương Dương uống ngụm trà rồi nói, tìm tôi có việc à? Tam Bảo nói, cuối tháng tôi cùng sư phụ tới tĩnh vân tự của Bắc Cảng để phát huy Phật Pháp, cho nên muốn báo với ngài một tiếng. Trương Dương mỉm cười nói, thời gian cụ thể thế nào, tôi sẽ an bài tất cả cho anh. Tam Bảo lắc đầu nói, không cần, hoạt động lần này có người tài trợ rồi. Trương Dương gật đầu, với thanh danh của tuệ không Pháp Sư, người mời ông ta tới Phật chỉ sợ xếp thành hàng dài, tất nhiên không cần phải mình an bài gì cả. Hắn nói khẽ nhất định phải an bài tốt thời gian, tôi muốn tận tình địa chủ. Tam Bảo nói, Bí Thư Trương còn nhớ chuyện trước đó tôi đã nói với anh không? Trương Dương nói, chuyện gì? Tam Bảo nói, chính là có vị thí chủ nguyện ý bỏ vốn ra dựng lên một tòa tượng Phật. Tôi và sư phụ lần này tới một là để tuyên truyền giảng giải Phật Pháp, còn có một việc nữa chính là xem hoàn cảnh bên đó. Trương Dương nói, các anh muốn xây dựng tượng Phật trên núi Nghiêu à? Tam Bảo nói, chỉ mới là ý tưởng thôi, chưa tới nơi đó, vẫn chưa biết có thực hiện được không. chương 2105, Bình Tĩnh 3 Trong lòng Trương Dương bất giác có chút tò mò, hắn nói khẽ tam bảo, kim chủ này rốt cuộc là ai? Hòa thượng tam bảo cầm chén trà trong tay chậm rãi đặt lên bàn rồi nói, An Đức Uyên tiên sinh của Đài Loan. Trương đại quan nhân nghe vậy thì ngẩn ra, An Đức Uyên. Chẳng phải là con trai của An Lão, cha của An Đạt Phan Ư, xây dựng chùa Thu Hà Hắn đã bỏ không ít tiền, Tuệ không pháp sư chính là từ Đài Loan tới, ông ta và An Đức Nguyên quen nhau thì cũng không ngạc nhiên, có điều bối cảnh của An Đức Nguyên không sạch sẽ gì, hắn là lão đại của tín nghĩa xã, bang phái xã hội đen lớn nhất Đài Loan, tiền của hắn chưa chắc đã sạch sẽ. Trương Dương lại nghĩ tới chuyện không lâu trước ở Tùy Viên ở Kinh Thành gặp An Đức Nguyên, An Đức Nguyên gần đây thường xuyên đầu tư vào trong nước, chẳng lẽ trọng tâm kinh doanh của hắn đã di rời tới nội địa rồi ư? Hòa thượng Tam Bảo nhìn thấy Trương Dương không nói gì thì bảo, bí thư Trương, tôi nhớ ngài vô cùng quen thuộc với An Gia. Trương Dương nói, Tam Bảo, tôi cho anh một đề nghị, ở chung với An Đức Nguyên phải cẩn thận, bảo trì khoảng cách thích hợp, anh là đệ tử cửa Phật, mà bối cảnh của hắn thì có chút phức tạp. Hòa thượng Tam Bảo nói, An Tiên Sinh là nhân vật nổi tiếng xã hội Đài Loan, trước mắt hắn đang bỏ vốn tài trợ tổng tuyển cử. Trương Dương nói, bên đó chính trị ngầm rất nổi tiếng, bất kể ở đâu, miếng cơm chính trị đều không dễ ăn, vẫn là câu nói đó, anh là đệ tử cửa Phật, nhảy ra ngoài tam giới thì không ở trong ngũ hành, loại chuyện này vẫn kính nhi viễn chi là tốt nhất. Tam bảo gật đầu nói, tôi sẽ thận trọng. Trương Dương nói, gần đây giáo thụ tần có tới không? Tam bảo nói, từ sau khi bí thư tần từ chức, giáo thụ tần chỉ chỉ ghé qua một lần, bí thư trương, nghe nói bí thư tần xuất ngoại, cô ta rốt cuộc đã đi đâu rồi? Trương Dương ở sâu trong lòng không tự chủ được đột nhiên xuất hiện một sự nhớ nhung, Tần Thanh đang ở Âu Châu, để giữ gìn tình yêu của bọn họ, cũng là để giữ gìn cho tương lai của bọn họ, nhớ tới cô ta, nhớ tới bọn họ, Trương Dương cảm thấy bức thiết rằng mình nên mau chóng kết thúc tất cả ở đây để trở về bên cạnh người yêu. Nguyên hòa hạnh tử đối với Trương Đại Quan Nhân không hề khẩu hạ lưu tình, bộ vị bị thương của Trương Đại Quan Nhân thật sự là quá mức rõ ràng, bản thân thằng ôn này cũng thấy xấu hổ, đeo kính đen to đùng trên mặt, sợ bị người quen nhận ra, từ chùa Thu Hà trở lại khách sạn, Trương Dương tắm rửa một cái rồi thay quần áo khô, nhìn vào gương, xem chỗ mình bị Nguyên Hòa Hạnh Tử cắn, nhớ tới tình cảnh vừa rồi, bỗng nhiên ý thức được Nguyên Hòa Hạnh Tử đã thành công làm nhiễu loạn nội tâm của hắn. Môi có chút có chút đau đớn, trong lòng lại hiện lên tình cảnh hôn môi đó, tư vị hôn tựa như rất quen thuộc, trong thời khắc đó, Dương Dương thậm chí cho rằng cô ta chính là cố giai đồng, không phải bởi vì nguyên hòa hạnh tử hôm nay cố ý ăn mặc giống cố gia đồng mà là nhất cử nhất động của cô ta đã khiến trương dương không thể nào phân biệt ai ra ai trương đại quan nhân lần này đuổi cùng giết tận võ trực anh nam không phải muốn cố ý đối nghịch với nguyên hòa hạnh tử đúng như những gì mà hắn nói trên vấn đề nguyên tắc thì không thể nhượng bộ chuyện lần này là phía nhật khơi mào bất kể người bị hại có phải chú tám trương chiến bị của hắn hay không thì thân là bí thư thị ủy tân hải hắn cũng phải giúp những công nhân này đòi lại công đạo có điều Trương Dương cũng không muốn làm lớn chuyện này, dẫn tới sự chú ý về mặt ngoại giao, mục đích lúc ban đầu của hắn là khiến phía Nhật cúi đầu, tìm được hung thủ để bắt hắn gánh vác trách nhiệm, mà phía Nhật chẳng những không có áp dụng thái độ phối hợp trong chuyện này, hơn nữa biểu hiện vô cùng mãnh liệt, thậm chí thông qua bộ ngoại giao để tiến hành tạo áp lực cho hắn. Trương đại quan nhân trước giờ đều là hạng người không chịu thua, lần này hắn cũng muốn xem xem rốt cuộc là ai sẽ phải cúi đầu. Người cúi đầu tất nhiên không phải là Trương đại quan nhân võ trực anh nam giờ phút này đang cúi đầu vẻ mặt đau khổ hắn phát hiện phía dưới của mình tựa hồ so với trước đây thì lớn hơn một chút hơn nữa tựa hồ đen đi rất nhiều đây có lẽ là chuyện mà rất nhiều nam nhân tha thiết ước mơ có điều võ trực anh nam lại không cho rằng như vậy hắn ý thức được mình có thể là sinh bệnh đây rõ ràng không phải là phát dục bình thường mà là sưng lên hơn nữa vừa ngứa vừa đau thằng cha này bắt đầu hoài nghi liệu có phải là đã mặc bệnh lây qua đường sinh dục rồi hay không Loại chuyện này thật sự là khó nói với ai được, Võ Trực Anh Nam muốn tới bệnh viện xem thế nào. Nhưng Trung Đảo Xuyên Thái lại không để hắn ra ngoài vào những lúc như thế này, Võ Trực Anh Nam rơi vào đường cùng rơi vào đường cùng, mới đành thổ lộ với hắn là mình gặp phiền toái rồi. Trung Đảo Xuyên Thái sau khi nghe nói thì phản ứng đầu tiên chính là trương dương đã động tay động chân trên người Võ Trực Anh Nam, khó trách hắn khó trách hắn thoải mái thả cho Võ Trực Anh Nam về. Hơn nữa ngang nhiên bại lộ thân phận trung đảo xuyên thái không khỏi nhớ tới chuyện năm đó hắn hạ phụ cốt châm trong cơ thể mình. Trương Dương rõ ràng là giờ lại trò cũ, trung đảo xuyên thái nhìn võ trực anh nam, trong ánh mắt không khỏi có vài phần đồng tình. Võ trực anh nam nói, chú trung đảo, tôi phải tới bệnh viện khám bệnh, đột nhiên lại bị như vậy. Trung đảo xuyên thái thở dài, hắn đã dự cảm được kết cục của chuyện này, Trương Dương đã nói qua muốn võ trực anh nam trong vòng 3 ngày phải xin lỗi, xem ra phục bút chính là ở đây. Trung đảo xuyên thái tuy rằng đoán được là Trương Dương động tay động chân, nhưng hắn lại không vạch trần. Dù sao hắn là người từng trải, người ta nếu hỏi hắn tại sao lại biết. Hắn không thể nào kể lại chuyện xưa mình từng bị Trương Dương bài bố được. Sau khi Trung đảo xuyên thái an bài người cùng võ trực anh nam tới bệnh viện khám bệnh thì tới cư tử Úc. Cư tử Úc là vợ của tỉnh Thượng Tính, Mỹ Hạc Tử Mở, bình thường nhật thương tai to mặt lớn ở Đông Giang thường xuyên tới đây tụ hội trên ý nghĩa nào đó thì giống với một hội sở của người Nhật Bản ở Đông Giang hơn. Hai vợ chồng tỉnh Thượng Tĩnh đang nói chuyện với Nguyên Hòa Hạnh Tử, lúc này Nguyên Hòa Hạnh Tử đã thay kimono màu đen, ngồi quỳ ở đó, ánh mắt lộ ra vẻ hư vô mờ mịt, đang suy nghĩ gì đó. Trung đảo xuyên thái đến không hề dẫn tới sự chú ý của Nguyên Hòa Hạnh Tử, điều này khiến cho Trung đảo xuyên thái cảm thấy có chút xấu hổ, hắn ho khan một tiếng, phu nhân. Nguyên Hòa Hạnh Tử lúc này mới ngẩng đầu nhìn hắn, lịch sự cười nói, trung đảo quân, mời ngồi. Trung đảo xuyên thái ngồi xuống đối diện cô ta. Nguyên hòa hạnh tử nói, võ trực anh nam đâu. Trung đảo xuyên thái nói, hắn tối hôm qua bị dọa, thân thể có chút không thoải mái, tôi sai người hộ tống hắn đi tới bệnh viện kiểm tra rồi. Nguyên hòa hạnh tử có chút không vui nói, không phải đã bảo hắn tới đây gặp tôi ư. Trung đảo xuyên thái nói, hắn quả thực đã sinh bệnh. Tỉnh thượng tĩnh ở bên cạnh nói, phu nhân, tối hôm qua Trương Dương bắt cóc hắn đi, đe dọa một trận, võ trực anh nam quả thực đã bị kinh sợ. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, nhát như chuột, cô ta tràn ngập khinh thường hừ một tiếng rồi nói, tôi chính là muốn hỏi hắn trực tiếp, công nhân đó rốt cuộc có phải là hắn đâm bị thương hay không? Trung đảo Xuyên Thái và tỉnh Thượng Tĩnh liếc mắt nhìn nhau, Trung đảo Xuyên Thái nói, phu nhân, chuyện này chúng tôi cũng không rõ, còn tưởng rằng hắn tới đây chơi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, chuyện này phụ thân hắn có biết hay không? trung đảo xuyên thái nói tôi vẫn chưa nói chuyện này với võ trực tiên sinh hắn quan sát sắc mặt nguyên hòa hạnh tử một chút rồi nói khẽ phu nhân cô đã gặp trương dương chưa có bàn bạc chuyện này với hắn không nguyên hòa hạnh tử có chút không kiên nhẫn nhíu mày tôi việc gì phải bàn với hắn hắn không ngờ sử dụng thủ đoạn như vậy thật sự là khi người quá đáng nếu thật sự muốn phân thắng bại tốt lắm cũng không ngại là lớn chuyện này để xem cuối cùng là ai chịu tổn thất lớn hơn Tỉnh thượng tính ho khan một tiếng, nhưng tối hôm qua trương dương khi bắt cóc công bố đã chụp một số ảnh vô cùng bất nhã. Nếu những bức ảnh này bị công bố, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của võ trực tiên sinh, thậm chí liên lụy tới mặt mũi của quốc gia chúng ta. Nguyên hòa hạnh tử nói, nói như thế vẫn cần phải thông báo một tiếng với võ trực đại sứ, cho hắn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trung đảo xuyên thái nói, thật ra cho dù là võ trực tiên sinh tham gia, chuyện này cũng không dễ giải quyết. Trương Dương bắt được nhược điểm của võ trực anh Nam, hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ như vậy. Tôi thấy mục đích của hắn là muốn phía Nhật chúng ta cúi đầu, muốn võ trực anh Nam đứng ra thừa nhận chuyện đó là hắn làm. Tỉnh Thượng Tĩnh nói, hiện tại chuyện đã ẩm ý thế nào, không chỉ còn là vấn đề của một mình võ trực anh Nam, liên quan đến tới cả mặt mũi của Nhật thương chúng ta ở Trung Quốc, nhưng hắn đứng ra nhận sai, chẳng khác nào phía Nhật chúng ta nói dối. Mỹ Hạc Tử lúc này mới lên tiếng, nếu chuyện này thực sự là võ trực anh nam làm thì hắn đứng ra nhận sai cũng không có gì không đúng, cho dù tất cả chúng ta duy hộ hắn cũng không thể xóa bỏ sự thật là hắn đã làm. Nguyên Hòa Hạnh tử nhẹ giọng thở dài, Trung Đảo Quân, tôi thấy chuyện này không cầm giấu giếm cho hắn nữa, thông báo toàn bộ sự việc với võ trực đại sứ, xem hắn rốt cuộc có ý gì, rồi chúng ta sẽ lại định luận. Chương 2106, mỗi người nhường một bước một. Trung Đảo xuyên thái biết Chuyện này tìm ai cũng vô dụng, cho dù là bọn họ đưa võ trực anh nam về nước, thằng ôn này cũng phải ngoan ngoãn xin lỗi, Trương Dương nếu thả hắn về thì chính là nắm chắc 10 phần. Quả nhiên, võ trực anh nam buổi chiều hôm ấy đã gần như sụp đổ, cái khúc thịt ở háng sưng vù như quả cà, thằng cha này ngay cả đi cũng không dám, chuyên gia của khoa bí niệu bệnh viện cũng không nhìn ra hắn rốt cuộc bị bệnh gì. Võ trực anh nam cũng không phải là kẻ ngốc, nhớ tới kỳ hạn 3 ngày mà Trương Dương cho hắn, trong lòng ngươi minh bạch tám chín phần 10 là Trương Dương rộng tay động chân trên người mình rồi. Lúc ban đầu, hắn còn tưởng rằng Trương Dương chỉ nắm giữ mấy tấm ảnh bất nhã của mình. Võ trực anh Nam đã chuẩn bị tốt tư tưởng, cùng lắm thì Trương Dương Anh có công bố, dù sao thanh danh của hắn ở phương diện này cũng không được tốt lắm, nhưng hiện tại thì khác rồi, mệnh căn bị người ta tính kế, càng lúc càng sưng, cứ tiếp tục như vậy, không tới 3 ngày thì to như đùi, võ trực anh Nam sợ lắm, nghĩ tới nghĩ lui thì hạ quyết định gọi điện thoại cho Trương Dương mục đích là muốn cúi đầu nhận sai. Nhưng hiện tại trương đại quan nhân căn bản không nghe hắn nói, phán một câu, anh không có tư cách nói chuyện. Dưới tình huống như vậy, trung đảo xuyên thái kiên trì tới khách sạn Tuệ Nguyên, gặp Trương Dương đang ở đó, miệng trương đại quan nhân đã bớt sưng, với hắn mà nói, xử lý chuyện này thì đơn giản như ăn cơm, có điều vết thương tuy rằng đã đỡ, sau nỗi đau trong lòng thì vẫn còn. Trương đại quan nhân ngoài mặt vẫn rất hòa hợp êm thấm, mời trung đảo xuyên thái vào phòng, mỉm cười trung đảo tiên sinh sao biết tôi ở đây trung đảo xuyên thái mắng thầm trong lòng giả vờ giả vịt anh đã tự tiện xông vào biệt thự của tôi cướp người đi rồi hiện tại còn vô tội đúng là dối trá trong lòng hắn oán thầm trương dương thật ra bản thân hắn cũng vậy thôi tươi cười nói thật không dám giấu tôi lần này tới là được người ta nhờ trương dương mỉm cười nói ngồi đi trung đảo xuyên thái đi theo hắn ngồi xuống sofa trương dương rót cho hắn chén trà Trung đảo xuyên thái rất lịch sự cầm lấy, cũng không bỏ xuống mà cầm trong tay, nói khẽ nghe nói bí thư trương và tập đoàn Nguyên Hòa xảy ra một số hiểu lầm. Trương Dương cười ha ha, cầm chén trà trước mặt nhấp một ngụm rồi nói, Trung đảo tiên sinh vẫn chưa nói cho tôi biết, anh rốt cuộc là được ai ủy thác. Trung đảo xuyên thái nói, võ trực tiên sinh. Trương Dương nhíu ai, võ trực tiên sinh nào. Trung đảo xuyên thái nói, chính là đại sứ của nước tôi, võ trực chính giã tiên sinh trương dương nói hắn không phải thông qua ngoại giao tạo áp lực cho bộ ngoại giao của chúng tôi muốn nghiêm túc xử lý tôi ư trung đảo xuyên thái cười nói bí thư trương nhất định là hiểu lầm rồi chuyện này võ trực tiên sinh không biết gì cả hắn cũng vừa mới biết thôi bảo tôi thay hắn tới biểu đạt xin lỗi với trương tiên sinh trương dương nói tôi vốn không quen biết với vị đại sứ võ trực này hắn có chỗ nào không phải với tôi mà phải xin lỗi trung đảo xuyên thái nói Vừa rồi võ trực anh Nam đã thừa nhận, hành vi đâm bị thương công nhân của Quý Phương ở Tân Hải là hắn gây nên, tình huống lúc đó vô cùng phức tạp, hắn cũng là nhất thời kích động, lỡ tay đâm anh công nhân đó, sau khi xảy ra chuyện thì cảm thấy sợ hãi cho nên chạy khỏi Tân Hải. Trương Dương đảo mắt, trung đảo tiên sinh là đang giải vây cho vì hắn ư. Cái gì gọi là tình huống phức tạp, cái gì mà là nhất thời kích động, chuyện vẫn chưa điều tra rõ. Anh đã định nói đỡ cho hắn là lỡ tay đả thương người ư. Trung Đảo Xuyên thái giật mình, nếu như không phải bị buộc bất đắc dĩ thì hắn cũng sẽ không tới đây gặp mặt Trương Dương. Trương Dương lại nói, chuyện này hình như không liên can tới Trung Đảo tiên sinh, nếu muốn bàn thì cũng phải là Võ Trực Anh Nam tới đây bàn với tôi, nếu không thì chính là tập đoàn Nguyên Hòa, anh nói đúng không? Trung Đảo Xuyên thái mắng thầm trong lòng, là anh không muốn bàn với Võ Trực Anh Nam, hiện tại lại nói với tôi như vậy. Thế không phải là là giáp tâm làm khó dễ ư? Có điều trung đảo xuyên thái trong lòng có bực tới mấy thì cũng không dám phát tác trước mặt Trương Dương. Hắn cười nói là tôi chủ động xin đi giết giặc, dù sao tôi và bí thư Trương cũng quen nhiều năm như vậy rồi, cho rằng anh cũng nể mặt tôi chút ít. Trương Dương mỉm cười nhìn trung đảo xuyên thái, nghĩ thầm anh con mẹ nó cho rằng mình là ai. Tôi dựa vào gì mà phải nể mặt anh? Hắn chậm rãi buông chén trà xuống rồi thở dài nói, trung đảo tiên sinh à, thật ra chuyện này vốn không nên ồn áo tới mức này, Tập đoàn Nguyên Hòa và công nhân xây dựng cảng của chúng tôi phát sinh xung đột, có công nhân bị đâm, nếu bọn họ lúc ấy biểu hiện ra một chút thành ý, giao ra người hành hung thì thôi, nhưng khi tôi tìm bọn họ đàm phán, đám người đó của tập đoàn Nguyên Hòa thái độ rất kiêu ngạo ương ngạnh, một lời không hợp thì ra tay đánh tôi, Trung đảo Tiên Sinh, nếu chúng ta đổi chỗ cho nhau, tôi ở quốc gia của anh. Nếu một người từ ngoài đến kiêu ngạo với anh như vậy, anh có thể nén giận hay không? Trung đảo Xuyên Thái vẫn cười nhưng nụ cười lại lộ ra vẻ cứng ngắc hắn nói khẽ bí thư trương tôi có câu không biết có nên nói hay không trương dương gật đầu nói anh nói đi trung đảo xuyên thái nói chuyện lần này là do võ trực anh nam trẻ tuổi xung động gây ra cũng không liên quan tới tập đoàn nguyên hòa nếu hắn đã nguyện ý gánh vác trách nhiệm tôi thấy chuyện này hay là giải hòa đi dù sao về sau tập đoàn nguyên hòa và phương vẫn còn hợp tác bởi vì chuyện này mà làm tổn thương tới hòa khí thì không tốt đâu Trương Dương nói, ngoại thương tới đầu tư tôi trước giờ đều là rất hoan nghênh, nhưng đừng tưởng rằng đầu tư rồi thì muốn làm gì thì làm, nếu đã đến đây thì phải tuân thủ quy củ của nơi này, Trung Đảo tiên sinh cho rằng tôi nói có đúng không? Trung Đảo xuyên thái ngượng ngùng nói, bí thư Trương nói rất có lý, tôi cũng hiểu, tôi chỉ cảm thấy mọi người dĩ hòa vi quý thì tốt hơn, cho dù tống võ trực anh nam vào tù thì hình như cũng chẳng có ý nghĩa gì, ý tứ của bí thư Trương tôi minh bạch. Võ Trực Anh Nam đã đồng ý công khai xin lỗi, cũng bồi thường lớn cho anh công nhân bị thương kia, bí thư Trương cảm thấy thế nào? Trương Dương nói, Nguyên Hòa phu nhân phu nhân, chuyện liên quan tới tập đoàn Nguyên Hòa mà cô ta vì sao không lộ mặt? Trung đảo Xuyên Thái nói, Nguyên Hòa phu nhân đang ở bên ngoài. Nguyên Hòa hạnh tử mặc kimono chậm rãi đi vào phòng của Trương Dương, ánh mắt của cô ta nhìn vào mặt Trương Dương khuôn mặt không tự chủ được dừng trên môi hắn, mặt lại nóng lên. Trung đảo xuyên thái không hề nhìn thấy biến hóa vi diệu trên vẻ mặt của cô ta, đứng dậy cáo từ. Nguyên hòa hạnh tử ngồi xuống sofa, cầm hơi hét lên, vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt bình tĩnh, tựa hồ coi Trương Dương ở đối diện là người qua đường. Trương đại quan nhân nói, nếu đã tới rồi vì sao không muốn hiện thân gặp mặt. chương 2107, mỗi người nhường một bước hai. Nguyên hòa hạnh tử nói, vốn cũng không phải là chuyện lớn gì, tôi cho rằng trung đảo quân ra mặt là có thể giải quyết có thể giải quyết rồi, chỉ không ngờ. Trương Dương mỉm cười nói, không ngờ gì cư. Không ngờ anh khó chơi như vậy. Trương Dương cười ha ha, lắc đầu nói, không phải tôi khó chơi, là các cô làm việc quá đáng. Cô đi hỏi Nguyên Hòa Thu trực đi, ngày đó tôi tới khu làm công của các cô, có phải vì giải quyết vấn đề hay không? Hắn sao lại đối với tôi như vậy? Tùy tiện ra tay với tôi, còn cùng một đám võ sĩ bọn liếu sinh chính đạo khởi xướng vây công tôi tôi thật sự không hiểu nơi này rõ ràng là địa bàn của chúng tôi ai cho bọn họ lá gan lớn như vậy nhưng người chịu thiệt là chúng tôi trương dương nói kỹ không bằng người thì biết oán ai nguyên hòa hạnh tử nói anh thân là lãnh đạo tân hải không biết là mình làm việc quá mức mãnh liệt ư trương dương nói tôi xưa nay đã như vậy đều là như vậy chúng tôi đầu tư ở tân hải lại không có được sự tôn trọng nên có, cảnh sát các anh dưới tình huống chưa điều tra đã bắt giam Liễu Sinh Chính Đạo một cách phi pháp. Trương Dương nói, muốn người khác tôn trọng thì đầu tiên phải biết quy củ, tới Tân Hải đầu tư, không có nghĩa là các cô có ơn với Tân Hải, cũng không có nghĩa là người của các cô có thể không đếm xỉa tới pháp luật Trung Quốc, sở dĩ dẫn Liễu Sinh Chính Đạo đi là vì hắn lúc ấy đã thừa nhận, người đâm Trương Chiến bị một đao chính là hắn, hiện tại tuy rằng đã điều tra rõ không phải hắn làm, nhưng hắn có tội là tội bao che quấy nhiễu việc phá án của cơ quan công an chúng tôi cô nói loại người như vậy có nên bắt không nguyên hòa hạnh tử nói hiện tại võ trực anh nam đã đáp ứng xin lỗi anh còn muốn như thế nào nữa trương dương nói nếu từ sớm các cô đã lấy ra thành ý giao ra kẻ hành hung thì chuyện sao phải ầm ý tới mức này nhưng các cô chẳng những không có thành ý giải quyết vấn đề ngược lại còn thông qua đại sứ quán để tạo áp lực cho bộ ngoại giao bên tôi buồn cười nhất là không ngờ còn kiếm tên luật sự gửi giấy thư kiện cho tôi nguyên hòa hạnh tử nói trước đó tôi không biết sự kiện đó là võ trực anh nam gây nên trương dương nói hiện tại biết rồi chứ nguyên hòa hạnh tử gật đầu nói tôi ba lần bảy lượt tới tìm anh cũng đủ để chứng minh thành ý của tôi tôi cho anh cơ hội cuối cùng nếu anh đồng ý ngồi xuống tâm bình khí hòa bàn bạc thì tốt mọi người mỗi bên nhường một bước nếu anh kiên chỉ muốn đem tiếp tục làm lớn chuyện thì tôi sẽ phụng bồi tới cùng cô ta lộ ra vẻ đã tức giận, mắt tròn xoe cả lên. Trương đại quan nhân bật cười một cách vô tâm vô phế, nói câu cô không thích nghe nhé, hiện tại các cô không có tư cách đàm phán với tôi. Anh, Trương Dương nói, có điều, tôi cũng không muốn làm quá tuyệt tình, chuyện của võ trực anh Nam chỉ có pháp luật quyết định đối với hắn, mấy tên đồng lõa của tập đoàn Nguyên Hòa tôi nể mặt cô sẽ bỏ qua. Nguyên Hòa hạnh tử đưa ra điều kiện của mình, bảo võ trực anh Nam công khai xin lỗi, sau đó bồi thường một khoản tiền cho anh công nhân bị thương anh thấy thế nào trương dương nói không đơn giản như vậy đâu chuyện khác thì dễ nói nhưng thằng ôn võ trực anh nam này nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật nguyên hòa hạnh tử nói giết người chẳng qua là một cái gật đầu chuyện đã phát sinh rồi cho dù anh tống hắn vào tù thì cũng chẳng có ý nghĩa gì trương dương nói tôi thích làm vậy nguyên hòa hạnh tử từ trong túi lấy ra một bản hiệp nghị đưa ra cho trương dương không phải mỗi người đều quá đáng giống như anh đâu, Trương Chiến Bị đã đồng ý nhận bồi thường, không truy cứu trách nhiệm của võ trực anh Nam. Trương Đại Quan Nhân quả thực không đoán được chuyện sẽ có biến hóa như vậy, Nguyên Hòa Hạnh Tử quả nhiên có chút thủ đoạn. Nguyên Hòa Hạnh Tử cầm lấy bản hiệp nghị, kết quả xấu nhất cũng chỉ là trục xuất về nước, anh bây giờ còn muốn kiên trì nữa không? Trương Dương bật cười ha ha. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, có gì mà buồn cười, tôi thật sự là không hiểu, loại người làm việc như anh sao có thể lên được tới vị trí này. Trương Dương đứng lên bước về phía cô ta, Nguyên Hòa Hạnh Tử không khỏi hoảng loạn, cô ta đứng lên muốn cáo tử, lại bị Trương Dương cản đường, cô ta cố lấy hết dũng khí chừng mắt lườm Trương Dương, anh muốn làm gì. Trương Đại Quan Nhân vươn tay ra, nâng cầm cô ta lên, nói khẽ, giống thật. Sau đó thằng cha này cúi đầu, cái môi bị thương nhẹ nhàng hôn lên môi Nguyên Hòa Hạnh Tử, người Nguyên Hòa Hạnh Tử run lên, không ngờ không đẩy hắn ra trương đại quan nhân sau khi hôn như chuồn chuồn lướt nước thì cũng không có động tác khác nguyên hòa hạnh tử lần này cũng không há mồm cắn hắn mặt đỏ bừng trương dương lui về phía sau một bước nhường đường cho nguyên hòa hạnh tử nguyên hòa hạnh tử nói chỉ bằng vào việc này anh làm với tôi tôi có thể khiến anh thân bại danh liệt trương đại quan nhân mỉm cười nói thương tổn người khác luôn phải trả cái giá lớn hạnh tử tôi hy vọng về sau cô đừng dùng phương thức như vậy để kích thích tôi nữa nguyên hòa hạnh tử nói tôi còn tưởng rằng nội tâm của anh cứng rắn lắm trương dương nói thật ra tôi cũng sẽ bị thương nhưng không phải là vì cô nguyên hòa hạnh tử trở lại bên trong xe trong đầu thủy trung nhớ lại cảnh trương dương vừa mới rồi hôn môi cô ta cái hồn nứt rất nhẹ nhàng tự nhiên cô ta trong lòng hiểu rõ mình vừa rồi trong lòng không hề có ý kháng cự cô ta không nhớ rõ mình lần trước bị người ta hôn môi là phát sinh vào lúc nào cô ta không nhớ nổi đời này của mình đã từng yêu ai chưa nhưng vừa rồi trong lòng lại đột nhiên xuất hiện một cảm giác quen thuộc, bi ai là, cô ta lại không nhớ nổi lần trước xuất hiện loại cảm giác này là lúc nào. Trung đảo xuyên thái nhìn Nguyên Hòa hạnh tử, tựa hồ cảm thấy được vẻ mặt của cô ta có chút không đúng, nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Sau khi ô tô khởi động, hắn mới rè rặt hỏi, phu nhân, hắn nói thế nào? Nguyên Hòa hạnh tử nói, mặc kệ là ai, đã làm sai chuyện thì phải gánh vác trách nhiệm, bảo võ trực anh nam công khai xin lỗi. Nhưng Trương Dương liệu có bám giết không tha không, truy cứu trách nhiệm pháp luật của hắn. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, anh có biết cái gì gọi là được miễn quyền ngoại giao hay không? Nói rõ với võ trực chính giã chuyện con trai hắn đã làm ra, chúng ta không không có trách nhiệm phải lo liệu hậu sự cho hắn. Trung Đảo Xuyên Thái nói, thái độ của Trương Dương hình như rất kiên quyết. Xem ý tứ của hắn thì là muốn truy cứu tới cùng nguyên hòa hạnh tử nói có gì mà truy cứu ngay cả người bị thương cũng đã quyết định không truy cứu hắn truy cứu cái gì trương dương cũng không phải là kẻ ngốc tôi đã cho hắn xem qua bản hiệp nghị giải hòa của tên công nhân đó hắn chắc sẽ nhượng bộ thôi trung đảo xuyên thái thở phào nói như vậy thì tốt nguyên hòa hạnh tử nói võ trực anh nam vì sao đột nhiên thay đổi chủ ý chẳng lẽ hắn thực sự rất để ý tới danh dự của mình ư Trung đảo xuyên thái thiếu chút nữa thì nói ra tình huống thực sự, nhưng lời nói đến môi thì lại cảm thấy bất nhã, nên thôi, cười bảo, sinh hoạt cá nhân của hắn thật sự hoang đường, lần này trở về nước rồi chỉ sợ sẽ bị cấm túc. Bởi vì bản hiệp nghị giải hòa của Trương Chiến bị, Trương Đại Quan Nhân không thể không thôi tiếp tục truy cứu trách nhiệm, vốn hắn còn muốn trừng phạt võ trực anh Nam một chút, khiến thằng cha này ăn một phen đau khổ rồi mới dừng tay. chương 2108, mỗi người nhường một bước ba. Trương Dương cũng có thể lý giải thỏa hiệp của Trương Chiến bị, dù sao phía Nhật cũng đã bỏ ra một khoản tiền lớn, khoản tiền này đối với một công nhân như hắn mà nói thì là một con số trên trời, nội tâm hắn sinh ra dao động cũng là điều khó tránh khỏi. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra Nguyên Hòa Hạnh tử chuyện xử lý rất kín kẽ. Cô ta biết thái độ của Trương Dương rất kiên quyết, cho nên mới cho nên mới từ rằng sau đánh tan trận doanh của hắn, cái này gọi là đường vòng cứu nước, vây ngụy cứu Triệu. Đại khái là đôi môi của Nguyên Hòa Hạnh Tử khiến nội tâm của Trương Đại Quan Nhân mềm hóa, hắn cuối cùng cũng quyết định dừng chuyện này ở đây. Giết người chỉ là một cái gật đầu, người ta đã nguyện ý lấy ra một khoản tiền lớn để bồi thương, hơn nữa hiện tại võ trực anh Nam đã đồng ý công khai xin lỗi. Hiện tại người hành hung và người bị hại đều biểu lộ thái độ, Trương Đại Quan Nhân nếu cứ tiếp tục làm tới thì khẳng định sẽ có người nói hắn nhân cơ hội gây sóng gió. Cho tới bây giờ, Trương Đại Quan Nhân có thể nói đã hoàn toàn nắm giữ được quyền chủ động. Hiện tại hắn có thể thoải mái nằm trên giường xem TV, chờ đợi Võ Trực Anh Nam đăng môn xin lỗi. Võ Trực Anh Nam thì không thể tiếp tục chờ tiếp tục chờ được nữa, tối hôm đó hắn và Trung Đảo Xuyên Thái tới khách sạn Tuệ Nguyên. Trương Dương và Kỳ Sơn đang nói chuyện phiếm trong phòng, thật ra từ khi Võ Trực Anh Nam tiến vào cửa lớn khách sạn thì bọn họ cũng đã nhận được tin tức rồi. Kỳ Sơn cười nói, người ta tới đây cúi đầu nhận sai đấy trương dương nói chỉ sợ hắn không thật lòng đang nói thì chuông cửa vang lên kỳ sơn đứng dậy mở cửa phòng nhìn thấy võ trực anh nam dưới sự dìu đỡ của hai tráng hán khập khiếng bước vào trung đảo xuyên thái thì đi theo phía sau bọn họ kỳ sơn và trung đảo xuyên thái cũng quen nhau hắn cười nói trung đảo tiên sinh đã muộn thế này còn tới gặp bí thư trương à trung đảo xuyên thái nói thật sự là ngại quá vị thế chất này của tôi bị bệnh cấp tính đã sớm nghe nói bí thư trương có rất nhiều thiên phương chữa bệnh cho nên đến cầu cứu. Trương đại quan nhân cười nói, tôi ngay cả giấy phép hành y cũng không có, anh đến tìm tôi, không sợ làm ảnh hưởng tới bệnh tình ư. Trung đảo xuyên thái đánh mắt ra hiệu cho võ trực anh nam, võ trực anh nam nhìn Trương Dương, hận không thể xông lên cắn chết đưa hắn, nhưng cho dù cho hắn mượn thêm một lá gan hắn cũng không dám, hiện tại hắn xem như đã triệt để minh bạch rồi, Trương Dương dễ dàng thả mình như vậy, thì ra là đã lưu lại hậu thủ trên người mình, võ trực anh nam cũng biết ý tứ của cái nháy mắt của trung đảo xuyên thái hắn lết tới trước mặt trương dương nói trương tiên sinh xin lỗi chuyện trước đó đều là tại tôi trương dương nói tôi không hiểu anh đang nói gì võ trực anh nam nén giận nói công nhân của cảng phước long tân hải là tôi đâm bị thương tôi đáp ứng anh anh chỉ cần cứu tôi lần này tôi lập tức sẽ tới cục cảnh sát tự thú trương dương nói biết người anh đâm bị thương là ai không đó là chú tám của tôi Trung đảo xuyên thái vội vàng làm người hòa giải, bí thư trương, hắn đã biết sai rồi, nguyện ý bồi thường thêm 5 vạn đồng cho người bị thương. Trương Dương nói, lời này của tiên sinh tiên sinh có ý gì, cho rằng chúng tôi thèm tiền bồi thường của anh lắm à? Trung đảo xuyên thái bị hắn ở trước mặt nhiều người như vậy chất vấn, cũng thấy xấu hổ, cười bồi nói, không phải ý này, anh Nam xuất ra 5 vạn này chỉ là một biểu đạt một chút sự ái náy trong lòng thôi. Võ trực anh Nam cũng nghe lời chưa từng có, Liên tục gật đầu. Trương Dương nói, "Võ Trực Anh Nam, nể mặt trung đảo tiên sinh, tôi hôm nay tha cho anh." Võ Trực Anh Nam như chút được gánh nặng, hắn thở phào, lại nghe Trương Dương nói, nhưng anh làm chuyện xấu thì không thể bỏ qua đơn giản như vậy, chú tám của chú tám tuy rằng không truy cứu, nhưng anh cũng phải tới sở cảnh sát tự thú, hơn nữa phải đăng lời xin lỗi của anh trên vị trí bắt mặt ở các báo lớn của Bình Hải. Võ Trực Anh Nam nói, "Chuyện này không thành vấn đề." người dưới mái hiên dưới mái hiên không thể không cúi đầu hắn hiện ở trong lòng chỉ nghĩ tới mệnh căn của mình căn cứ vào đề nghị của trung đảo xuyên thái người có thể cứu mình chỉ có trương dương nếu trương dương không muốn ra tay cứu giúp hắn cả đời này chỉ sợ cũng xong rồi trương dương nói tôi tạm thời tin anh đúng rồi anh rốt cuộc bị bệnh gì thế võ trực anh nam cắn cắn môi thằng cha này là biết rõ còn cố hỏi thật sự là khó có thể mở miệng Trương Dương nói, anh không nói thì chính là không có bệnh rồi. Võ trực anh Nam Hà quyết tâm, nói khẽ, phía dưới của tôi đột nhiên sưng lên, lại còn vừa đen vừa tím nữa. Lần này chẳng những là Trương Dương bật cười, ngay cả Kỳ Sơn đứng bên cạnh nghe cũng bật cười, trung đảo xuyên thái không. Hai nam tử Nhật Bản phụ trách đỡ võ trực anh nam thì không khỏi mỉm cười. Mặt võ trực anh nam đỏ bừng. Trương Dương nói, cởi quần ra. Võ trực anh nam do dự một chút, tuy rằng hắn ở trong đáy lòng rất không tình nguyện, nhưng hiện tại chuyện liên quan đến tới mệnh căn, quả thực không dám qua loa, và lại chung quanh đều là nam nhân thì sợ cái gì. Hắn cởi thắt lưng rồi chậm rãi tụt quần. Kỳ Sơn nhìn thấy tình cảnh trước mắt, thì mắt không khỏi trợn tròn, hắn chưa bao giờ thấy cái đó to như vậy. Trương đại quan nhân liếc một cái, tay phải đưa lên miệng giả vờ ho khan hai tiếng tiền vốn lớn quá. Võ trực anh nam thì không cảm thấy hắn là đang khen mình, vẻ mặt đau khổ nói từ sau khi anh thả tôi về tôi liền biến thành thế này hơn nữa càng lúc càng sưng trương dương nói nghe ý của anh hình như là đang bảo tôi làm tôi nào có bản sự lớn như vậy bảo nó to thì to bảo nó nhỏ thì nhỏ cái thứ này của anh đâu phải là như ý kim cô bổng tôi cũng không phải là tôn ngộ không võ trực anh nam vẻ mặt cầu xin nói trương tiên sinh xin anh giúp với tôi cũng cũng đau tới sắp chết rồi tôi vẫn chưa kết hôn tôi không muốn như vậy, tôi, tôi xin anh. Trương đại quan nhân nói, xin tôi thì có ích lợi gì, là tự anh không biết thu liếm, làm loạn khắp nơi, hiện tại nhiễm bệnh rồi. Võ trực anh nam nói, tôi tới bệnh viện khám rồi, bác sĩ cũng không biết tôi mắc phải bệnh gì. Trương tiên sinh, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, tha cho tôi lần này đi. Võ trực anh nam trước giờ luôn ngạo mạn cũng không thể không cúi đầu trước Trương Dương. Trương đại quan nhân lúc này cũng đỡ ức hơi rồi, hắn gật đầu nói, bệnh này của anh chính là dung túng quá độ, muốn trị thì dễ thôi, nhưng trị tận gốc thì khó lắm. Võ trực anh Nam nói, Trương Tiên Sinh, chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh của tôi, phải trả giá lớn thế nào tôi cũng nguyện ý. Trương Dương cười một tiếng, cầm giấy bút viết một phương thuốc, đưa cho võ trực anh Nam rồi nói, mỗi ngày sắc một thang, dùng vào buổi tối, uống liền ba ngày thì có thể bớt sưng, có điều muốn trừ tận gốc thì phải cấm dục một năm. Nếu trong một năm anh còn dám làm việc nam nữ, Hắc hắc, cái đó của anh sẽ tèo đó. Chương 2109, ẩn tình 1. Sau khi đám người võ trực anh nam rời đi, Kỳ Sơn không nhịn được cười ha hả. Trương đại quan nhân có chút kỳ quái nhìn hắn nói, cười cái gì? Có gì buồn cười? Nói nói, bí thư Trương, anh cũng độc lắm, khiến cái kia của thằng tiểu Nhật bản cấm dục một năm, chỉ sợ so với lấy mạng hắn thì còn lợi hại hơn. Trương Dương nói, bệnh của hắn không liên quan tôi tới thật sự không liên quan ư, Kỳ Sơn vẻ mặt không tin. Trương Dương nói, tôi nói này Kỳ Sơn, anh sao càng lúc càng bát quái thế, anh và Lâm Tuyết Quyên gần đây ra sao rồi. Phương pháp thay đổi đề tài của thằng cha này có thể nói là rất âm hiểm trực tiếp chọc vào nỗi đau của người ta. Kỳ Sơn sợ nhất là đề tài này, hắn đỏ mặt đứng dậy, thời gian cũng không còn sớm nữa rồi, tôi phải đi đây. Trương Đại Quan Nhân tuyết miệng nói, đừng đi vội, chúng ta tâm sự đã. Kỳ Sơn nói, không thể phụng bồi, lập tức chạy như bay ra khỏi phòng của Trương Dương. Trương Đại Quan Nhân cười ha ha, đứng dậy đóng cửa, đang chuẩn bị nghỉ ngơi thì di động của hắn đổ chuông, cầm điện thoại lên, trong ống nghe truyền đến giọng nói của tang bối bối, bí thư Trương, hai ngày nay có phải vui đến quên cả trời đất rồi hay không? Trương Dương nói, sao? Nhớ tôi à? Tang bối bối nói, chưa thấy ai tự tác đa tình như anh. Trương Đại Quan Nhân cười nói, bất kể cô có nhớ tôi hay không thì tôi thực sự rất nhớ cô. Lừa quỷ à, mấy ngày nay anh chỉ lo thông đồng với nữ nhân Nhật Bản đó, nào có tâm tình mà nhớ tôi. Trương Đại Quan Nhân nghe cô ta nói như vậy thì lập tức liền có sừng sốt, đứng dậy nhìn nhìn chung quanh. Trong ống nghe truyền đến tiếng cười của Tang Bối Bối, nhìn cái gì vậy? Tôi ở ngay trong xe của anh này. Trương Đại Quan Nhân gác điện thoại, mặc quần áo vội vàng đi ra ngoài tới bãi đỗ xe thì nhìn thấy bên trong xe mình của mình có đèn tang bối bối quả nhiên đang an vị trên ghế lái trương đại quan nhân mở cửa xe ngồi xuống có chút kinh ngạc nói cô vào bằng cách nào xe tôi có thiết bị phòng trộm rất tiên tiến cô rốt cuộc là vào bằng cách nào tang bối bối giờ chìa khóa điều khiển trong tay lên hệ thống phòng trộm tiên tiến đến mấy cũng không làm khó được chiếc chìa khóa này tôi đã sớm đem chìa khóa của xe của anh đi làm một cái y hệt đừng cảm thấy mã điện tử là an toàn vẫn có thể phá giải bình thường. Trương đại quan nhân cười nói, cô có thể đổi nghề làm trộm xe. Tang bối bối nhìn lướt qua miệng hắn, khóe môi lộ ra ý cười vui sướng khi người gặp họa, không ngờ môi của anh lại dày y như da mặt của anh vậy. Trương đại quan nhân ho khan một tiếng, vẻ mặt vô cùng xấu hổ. Tang bối bối nếu đã nói như vậy, chứng minh cô ta 10 phần có 9 đã thấy cảnh mình cưỡng hôn nguyên hòa hạnh tử, một màn mình bị cắn chỉ sợ cũng bị cô ta nhìn thấy rồi. Trương Dương nói cô dình coi trộm tôi thành nghiện rồi à? Sao không có gì lại cứ đi theo đít tôi? Tang bối bối chừng mắt lườm hắn một cái, nhìn cái bộ dạng gấu chó của anh xem, anh coi mình là tình thánh A, tôi thích theo dõi theo dõi như vậy ư. Tôi là theo dõi nguyên hòa hạnh tử, ai biết anh lại bay quanh cô ta như ruồi bọ. Nghe cô ta nói như vậy, Trương Dương ngược lại rất vui, nói đi, cô theo dõi cô ta để làm gì? Tang bối bối nhìn đồng hồ, đi, tôi dẫn anh tới chỗ này đi đâu? Tang bối bối đã khởi động ô tô. Trương Dương rất nhanh liền nhìn ra Tang bối bối dẫn hắn tới biệt thự ở phượng Hoàng Sơn của Trung đảo Xuyên Thái. Tang bối bối dừng xe ở gần biệt thự, sau đó dẫn Trương Dương tới sườn tây của khu biệt thự. Cô ta trước đó đã chuẩn bị kỹ càng, vô cùng quen thuộc với địa hình của vùng này. Tang bối bối nói khẽ, võ trực chính giã đã tới Đông Giang. Tôi nghe trộm đối thoại của bọn họ, hắn là bay chuyến tối, chắc nửa giờ nữa là tới. Trương Dương nhớ tới chuyện cô ta ở Bắc Cảng tiếp cận võ trực anh Nam, xem ra tang bối bối vẫn luôn không từ bỏ ý định truy tra võ trực chính giã. Tang bối bối nhanh chóng giúp Trương Dương hóa trang, sau đó ném cho hắn một bộ y phục giả hành. Trương Đại Quan Nhân thay y phục giả hành xong, nhìn thấy tang bối bối đã dọc theo cây đại thụ ở bên cạnh bò lên, nhãn lực của Trương Đại Quan Nhân không phải tầm thường, từ góc độ như vậy, vừa hay có thể nhìn thấy cái mông đầy đặn của tang bối bối lúc lắc. Tang bối bối rất nhanh liền lên được ngọn cây, cô ta vẫy vẫy tay xuống phía dưới. Trương đại quan nhân giáp tâm khoe khoang, nhảy lên không rồi tóm lấy một nhánh cây, thân thể xoay 360 độ, rồi buông nhánh cây ra, tiếp tục bay lên trên, lặp lại động tác như vậy hai lần, đã tới bên cạnh tang bối bối. Tang bối bối tuy rằng đã kiến thức thân thủ của hắn, nhưng vẫn bị màn biểu diễn này của hắn khiến cho trợn tròn cả mắt, cô ta giơ ngón cái về phía Trương Dương, khen ngợi chân thành. Trương đại quan nhân cười cười, đeo mặt nạ bảo hộ đã chuẩn bị trước, tang bối bối từ trong ba lô lấy ra súng bắn dây, nhắm vào một gốc cây đại thụ của khu biệt thự rồi vù một cái bắn ra, súng bắn dây trong trời đêm phát ra một tiếng vang khẽ, rồi cắm sâu vào trong thân cây. Tang bối bối kéo thử dây thừng rồi sau đó cầm đầu kia buộc lên trên cây đại thụ, móc dòng dọc lên rồi tung người, thành công lướt qua tường ngoài của biệt thự, tới đại thụ trong khu biệt thự. Tang bối bối đứng vững rồi thì vẫy vẫy tay về phía Trương Dương, đầu ngón tay có ánh sáng xanh lóe lên, ánh sáng tuy rằng rất nhỏ, nhưng đã đủ để dẫn tới sự chú ý của Trương Dương. Trương Dương dựa theo phương pháp của tăng bối bối móc dòng dọc lên dây, sau đó thì tung người trượt về phía trước, gió đêm thổi vù vù bên tai hắn. Trương Đại Quan Nhân nếu bằng vào võ công của bản thân cũng có thể dễ dàng hoàn thành một loạt những động tác này, nhưng hiện tại có thủ đoạn công nghệ cao hiệp trợ, tất cả trở nên dễ dàng hơn nhiều, những trang bị hiện đại này có thể biến một thư sinh tay chói gà không chặt thành một cao thủ khinh công. Trương đại quan nhân hạ xuống bên cạnh tang bối bối, tang bối bối ra hiệu chớ có lên tiếng, liền thấy phương xa một cột sáng dọc theo đường nhỏ từ xa tới gần, hai gã bảo an lái xe điện đi tuần tra trong tiểu khu. Tang bối bối ghé vài tay hắn, nói khẽ biện pháp an phòng của nơi này không tồi. Trương Dương mượn ánh trăng phân biệt nơi trung đảo xuyên thái sống, cách vị trí hiện tại của cách bọn họ cả một đoạn xa. Hắn ghé vào tang bối bối rồi nói khẽ cô tính toán tới thế nào. Tang bối bối nói, chờ bọn họ rời khỏi rồi chúng ta sẽ trượt xuống. chương 2110, ẩn tình 2. Trương đại quan nhân nhếch miệng cười nói, không cần phiền toái như vậy đâu. Đang nói thì bảo an lái xe điện đi qua cây mà họ đang trốn, Trương Dương nói, không biết kinh công mà cũng dám làm giặc công. Hắn ôm eo tang bối bối rồi từ trên đại thụ bay vút xuống, tang bối bối theo bản năng ôm lấy Trương Dương, trong giây lát khoảng cách hơn 10 thước đã bị Trương Dương lướt qua, Trương Đại Quan Nhân tuy rằng trong lòng ôm một người, nhưng hành động của hắn không hề bị ảnh hưởng, nhẹ nhàng rơi xuống một nóc nhà, bởi vì chuyện xảy ra quá đột nhiên, tang bối bối kinh hãi tới toát mồ hôi. Không đợi cô ta phục hồi tinh thần lại, Trương Dương đã ôm cô ta chạy nhanh về phía trước, tới mép nóc nhà thì mũi chân niệm nhẹ một cái, thân thể giống như một con chim bay qua khe hở giữa hai căn nhà, liên tục trồi lên hụp xuống mấy cái đã tới biệt thự của Trung Đảo Xuyên Thái. Biệt thự của Trung Đảo Xuyên Thái cực lớn, Bên ngoài trước sau tổng cộng gần hai mẫu, tang bối bối lúc này đã chấn định, nhìn biệt thự phía trước, từ vị trí của bọn họ đến bên kia ít nhất cũng phải có khoảng cách 50 thước. Cô ta nói khẽ với Trương Dương có năng lực thì anh nhảy qua đi. Không nói đến khoảng cách gần 50 thước này, chỉ cần lưới phòng trộm điện tử bốn phía của nhà trung đảo Xuyên Thái đã rất khó đột phá rồi. Trương Đại Quan Nhân chớp chớp mắt với cô ta rồi bỗng nhiên ôm lấy người cô ta xoay một vòng, ném tang bối bối ra như ném đĩa tang bối bối sợ đến nỗi há to miệng, suýt nữa thì hét ra tiếng, chỉ cảm thấy mình bay lên không trung như đằng vân giá vũ, lướt qua lưới phòng trộm điện tử trong nhà trung đảo xuyên thái, sau đó thì bởi vì trọng lực mà rơi xuống, thằng cha này đúng là ác thật, một chút thương hương tiếc ngọc cũng không biết, chẳng lẽ thực sự muốn ném chết mình. Lúc này, tang bối bối nhớ tới đồng tồn thụy, nhớ tới hoàng kế quang, nhớ tới khâu thiểu vân, mình cho dù bị ngã chết cũng không thể hé răng. Nhưng cô ta trong lòng rất nhanh lại không sợ nữa, bởi vì cô ta cảm thấy trương dương vẫn không đến mức ném mình ngã chết không biết vì sao đối với trương dương cô ta có một lòng tin không hiểu nguyên do trương đại quan nhân đương nhiên sẽ không khiến cô ta thất vọng đồng thời vào lúc ném tang bối bối ra hắn đồng thời cũng khởi động phát sau mà đến trước trước khi tang bối bối lướt qua tường vây thì đã hạ xuống mặt cỏ vươn tay ra đỡ tang bối bối vừa hay từ không trung hạ xuống trương đại quan nhân giang hai tay ôm người ngọc vào lòng rồi xoay tại chỗ một vòng sau đó thì kéo tang bối bối tới một lùm cây lúc này bên ngoài vang lên tiếng ô tô nghe thấy tiếng cửa lớn mở ra hai chiếc xe lexus màu đen một trước một sau tiến vào bên trong sân tang bối bối dựa sát vào người trương dương nhìn thấy bộ dạng thản nhiên như không của thằng cha này thì bỗng nhiên nổi giận há miệng cắn vào vai hắn một cái trương đại quan nhân đau đến nỗi nhíu mày hắn đã sớm nhận thấy được động tác này của tang bối bối nếu vận dụng cương khí hộ thể để phòng bị thì chỉ sợ sẽ chấn dụng hai cái răng cửa xinh đẹp của cô ta. Dùng truyền âm nhập mật nói với cô ta, đừng làm ồn, có người tới. Tang bối bối lúc này mới nhả ra, cảm thấy trong lòng vẫn chưa hết tức, lại vươn tay vỗ vải gáy Trương Dương một cái. Trương đại quan nhân nói, đợi lát nữa tôi sẽ tính sổ với cô. Tang bối bối lấy ra kính viễn vọng nhìn đêm bỏ túi, cẩn thân phân biệt người từ bên trong xe bước xuống, nói khẽ võ trực chính giã quả nhiên tới rồi trương dương nói cô sao có hứng thú với hắn thế tang bối bối tựa hồ có chút kích động nghiêm quốc chiêu cũng tới rồi thị lực của trương đại quan nhân rất tốt tuy rằng cách xa như vậy cũng không có kính viễn vọng nhưng vẫn nhìn rõ diện mạo của mấy người từ bên trong xe bước xuống những người tang bối bối nói hắn đều không biết những người đó tiến vào trong biệt thự tang bối bối kéo tay trương dương cong lưng mượn lùm cây để che giấu hai người vòng qua một bên khác, cửa sổ phòng khách không đóng từ vị trí của bọn họ vừa hay có thể nhìn thấy đại bộ phận tình huống trong phòng khách. Tang bối bối đương nhiên không có thị lực tốt như Trương Dương, có điều cô ta có kính viễn vọng nhìn đêm. Trương Dương đã từ tình huống trong phòng khách bước đầu phán đoán ra thân phận của người tới, người quay lưng về phía mình chắc là võ trực chính giá, vị phó đại sứ này hiển nhiên rất được tôn trọng, hắn và Trung Đảo Xuyên Thái đang nói gì đó. Trương đại quan nhân trương đại quan nhân thính lực siêu quần, nhưng dưới khoảng cách xa như vậy thì cũng rất khó nghe rõ bọn họ đang nói gì. Tang bối bối thông qua kính viễn vọng nhìn tình huống bên trong, nhìn trong chốc lát rồi cô ta buông kính viễn vọng, ghé vào bên tai Trương Dương nói, đang nói về chuyện của anh đấy. Trương Dương nói, sao cô biết? Tôi biết đọc tiếng môi. Trương đại quan nhân trợn trừng hai mắt, chất thế, cô không ngờ hiểu được cả tiếng môi Nhật Bản à. Tang Bối Bối không khỏi ý ngẩng cao đầu, cái này gọi là loại suy. Trương Dương nói, cô nửa đêm nửa hôm gọi tôi tới đây là để xem cái này à? Tang Bối Bối nói, võ trực chính giã này rất có vấn đề. Chắc không phải là gián điệp chứ? Tang Bối Bối không trực tiếp trả lời câu hỏi của Trương Dương, anh chú ý nam tử dâu chữ bát kia kìa, hắn tên là Nghiêm Quốc Chiêu, từng là một phần tử của Quốc An, về sau lại bởi vì phạm lỗi mà bị tổ chức xóa tên. Trương Dương nói, hắn đầu phục người Nhật Bản ư. Tang bối bối lắc đầu, không rõ lắm, nhưng tôi biết hắn không phải thực sự rời khỏi tổ chức, hắn và Trương Bích Quân vẫn luôn có liên hệ với nhau. Trương Dương tựa hồ minh bạch gì đó, Tang bối bối sở dĩ ở Bắc Cảng muốn tiếp cận võ trực anh Nam, mục đích chân chính vẫn là muốn tra ra quan hệ giữa võ trực chính giã và Trương Bích Quân. Chẳng lẽ Trương Bích Quân và người Nhật Bản còn có cấu kết? Nếu thật là như vậy thì nữ nhân này chính là quốc tặc. Võ trực anh nam xuất hiện trong phòng khách, từ sau khi dùng thuốc trương dương kê, tình huống của hắn nhanh chóng có chuyển biến tốt, nghe nói cha đến, hắn rất không yên tâm, sau khi do dự một phen thì mới xuống lầu gặp. Tới trước mặt cha, võ trực anh nam cúi đầu, sợ hãi nói cha. Võ trực chính giã hử lạnh một tiếng, hắn đứng lên. Tuy rằng là cha con, nhưng thân hình của hắn so với con trai thì cao hơn nửa cái đầu, võ trực chính giã thân cao một thước tám lăm cao như vậy trong số người Nhật Bản cũng không nhiều lắm. Hắn giơ tay lên hung hăng tát võ trực anh nam một cái rồi nổi giận nói cái thằng không ra gì. Võ trực anh nam không dám phản bác, khuôn mặt bị đánh cho sưng vù, người càng cúi thấp hơn, còn đã mang tới phiền phức cho cha, thực sự rất xin lỗi. Võ trực chính giã tức giận nói, mày không chỉ mang tới phiền toái cho bản than tao thôi đớ, mày còn phải xin lỗi chú trung đảo của mày. Trung đảo xuyên thái giúp đỡ hòa giải, Người trẻ tuổi làm việc khó tránh khỏi xung động, chính Giã huynh đừng trách móc quá. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kết tập 222.